này như vậy được chưa? Đó có việc lớn không? Như đổi nhiều. Nó đổi nhiều chú hết chịu. Đổi quá rồi. Đâu nhiều quá. Trưa nay mình có cái gì thì đặc biệt mình có một lớp học từ 12 giờ đến 4 giờ. Dạ bên bôi. Chị Bảo có về. Dạ một quán chị tới nhưng mà không biết chừng nào chị tới. Quý vị ở đây có vị nào tới đây đêm nay là lần đầu tiên không? Không có. Rồi các vị có còn nhớ mấy bài giảng trước không? Mấy ngày nay còn nhớ hết không? Rồi, bây giờ chúng ta ôn bài cũ. Mọi sự ở đời đều bắt đầu từ cái chỗ gọi là vô minh trong bốn đế. Không ý thức được rằng mọi thứ là khổ. Trong bất cứ hình thức nào, quy mô nào, kiểu cách nào, thể hiện hữu là khổ. Lý do là cái đắng nó khổ theo cái cách của đắng, và cái ngọt nó khổ theo cách của ngọt, nhớ không? Rồi. Chính từ cái đó cho nên đắng ngọt đều là khổ, mọi hiện hữu ở đời đều là khổ. Tiếp theo đó là mọi thứ mình thích cũng đều là nằm trong khổ. Giống như là những cái đạn trong kho đạn vậy đó. Mình thích cái nào nó cũng là trong cái khổ. Và cái sự thật thứ ba đó là muốn hết khổ thì không có tiếp tục thích trong khổ nữa. Và cái sự thật thứ tư là thường xuyên sống với những nhận thức như vậy thì đó chính là con đường thoát khổ. Đó là một bài. Một bài thứ hai nữa chúng ta học về cái cấu tạo của vũ trụ và chúng sinh. Thì toàn bộ cấu tạo của vũ trụ và chúng sinh nó gom gọn ở trong sáu căn và sáu trần. Ngoài sáu căn sáu trần ra thì không có cái gì gọi là vũ trụ hết. Và cái gọi là chúng sinh cũng gói gọn trong sáu căn sáu trần. Có một điều chắc ghi dùm đây gặp trong dòng. Tùy thuộc vào cái mức độ vô minh, tùy thuộc vào cái này không có học rồi,
là phải vô đó rồi. Thì thuộc tội nghiệp chỉ có bữa chỉ làm về chỗ mình ngủ, chỉ nó chỉ ghi chứ không hiểu gì, cho nên là chỉ ghi mà nó không có qua tiếng miên mà mình mình mắt mắt mở quạt dưới cái sao có quạt. Tôi lộn thuốc nè quá. Dạ. Tôi lộn thuốc này kia hết. Tôi nghe nó khó chịu, tôi mới xin bà chủ thuốc gặp ông con của bà về tới ông đưa tôi lộn lên đây kia, tôi lộn cái này kia. Bây giờ mới biết nội lực của tôi. Có nghĩa là tôi chỉ xài đó là một phần kinh nghiệm. Bởi vì coi đêm nay tôi có giảng lộn thì biết. Đây, tiếp tục. Tùy thuộc vào mức độ vô minh. Tùy thuộc vào mức độ vô minh. Tùy thuộc vào mức độ vô minh. Tùy thuộc vào mức độ vô minh của mỗi người của mỗi người. Mà cách phản ứng của sáu căn trước sáu trần là tiêu cực hay tích cực, cái gì hiểu không ta? Dạ. Tùy vào cái mức độ vô minh trước sáu trần ấy, mà cái phản ứng của mỗi người. Tôi thấy ai ngồi đó cũng sợ quá, cũng sao không? Tại vì sợ nhiều khi gấp đó. Gấp. Tích cực hay tiêu cực? Gạch đầu dòng, xuống dòng, xuống dòng, gạch đầu dòng. Tích cực là khi mắt thấy tai nghe mũi ngửi. Tích cực là khi mắt thấy tai nghe mũi ngửi. Liền có ngay các thiện tâm. Liền có ngay các thiện tâm. Như từ bi trí tuệ kham nhẫn niềm tin. Mình dưới mấy cây luôn, không có cây này. Mình tin 300. Kham. À, vậy là cái cô này là chưa có từng nghe chữ này. Nghe rồi. Phải không? Nghe rồi. Đây, bình tĩnh. Được chưa? Rồi, ghi tiếp, chúng ta dùng. Bước 1, không có gặp. Bước 1 là hành thiện để cầu quả nhân thiên. Sáng trưng, nó là bài sáng trưng luôn á. Bước 1 là hành thiện để cầu quả nhân thiên. Cầu quả nhân thiên tức là mong được này kia. Rồi bước 2 là hành thiện để cầu quả giải thoát. Có hiểu không? Dạ. Để cầu quả giải thoát. Rồi. Rồi bây giờ tới cái tiêu cực. Tích cực rồi, giờ qua tới tiêu cực. Tiêu cực là đó là khi mắt thấy tai nghe mũi ngửi liền có ngay các tâm ác. Các tâm ác như tham sân si ái mạn kiến nghi. Tham sân si ái mạn kiến nghi. Các bạn hiểu hả? Dạ. Ái mạn kiến nghi có hiểu biết thì não rồi phải không? Ngã mạn tà kiến nghi hoặc rồi xuống dòng ghi tiếp cái nữa.
tu tập tứ niệm xứ. Là quan sát sáu căn. Khi chúng tiếp xúc sáu căn. Tiếp xúc sáu căn. Không để xảy ra tình trạng tiêu cực. Hiểu chưa? Dạ. Không nghe được là tiêu cực. Không để xảy ra tình trạng tiêu cực. Chỉ có buồn ngủ không? Chị bảo không, xảy ra tình trạng thì tôi thấy chị viết cái rồng bay phượng múa, không phải nó đẹp mà là nó lượng là xảy ra tình trạng tiêu cực, đúng chưa? Xảy ra tình trạng tiêu cực chỉ vậy thôi. Chấm. À, còn tích cực ở mức độ nào thì tùy ở mỗi cá nhân, hiểu không? Khi mà mình vô minh trong bốn đế đó, thì cái phản ứng của mình trước sáu tầng đó, nó có chia ra hai cấp độ. Cấp một đó là tiêu cực, cấp hai là tích cực. Tích cực là gì? Là khi mình mắt thấy tai nghe mà mình có từ tâm, có trí tuệ, có tham nhẫn, đó là tích cực. Còn tiêu cực đó là mình nhìn cái bản mặt nó thấy ghét rồi, thì đó gọi là tiêu cực. Và mình nhìn mình thấy tham thích, đó là tiêu cực. Hãy kiểm không? Và mình tu quyết định xíu chỉ là một việc rất là đơn giản, đó là mình quan sát sáu căn khi mà chúng tiếp xúc với sáu căn, chỉ vậy thôi. Mà nó thông qua cái gì ta? Nó thông qua cái đời sống chánh niệm. Cái quan sát khó lắm, rất là khó, cho nên nó thông qua đời sống chánh niệm là sao? Be mindfulness even if when the mind is full. Yeah. Để phải luôn luôn mindfulness, kể cả khi cái mind đã khô rồi vẫn tiếp tục mindfulness. Cái đó rất là quan trọng nha. Có nghĩa là hành thiền nó không có gian nan như mình tưởng tượng, nhưng mà nó cũng không có dễ, nó không có đơn giản như mình tưởng tượng. Bởi vì đối với một số người thì cái chuyện nó rất là đơn giản, nhưng đối với một số người thì nó rất là rắc rối, rất là khó khăn, rất là phức tạp. Tại sao? Thì cái thói quen của mình thích hưởng thụ đời sống. Chính vì có thói quen hưởng thụ đời sống cho nên mình rất e ngại phải sống tỉnh táo. Thì nghe kịp không? Vì có rất nhiều chuyện trong đời này mình càng tỉnh táo nó mất tiền thú vị. Tôi hỏi các vị từng chuyện thôi, từng chuyện. Có nhiều chuyện nó phải cần có một chút bóng tối, có phải không? Có một chút vắng vẻ nha. Rồi có một chút âm thanh gì đó, một chút thứ mùi gì đó, nó mới làm ra một cái quyền hoặc. Và từ đó chúng ta mới dẫn hoang tưởng. Và nói cho cùng, ăn ngon, ăn thấy ngon, ngủ thấy sướng, yêu đương thấy hạnh phúc, tất cả đều là hoang tưởng. Nếu ai không tin, tôi nói này phải tin. Đó là mình gặp lại cái người mình thương ở một chỗ không có ai hết, và hai đứa ôm chầm lấy nhau. Lúc đó bóng đèn ngàn quá bật sáng, xung quanh mình có hai tấm tên nó đang ngồi đó nhìn. Để hiểu không nhá? Nó đã thế nào? Tức là coi như là còn một bước nữa tới thiên đàng. Thì bóng đèn ngàn quá nó sáng lên. Lúc đó là mình không thể nào mà mình mơ màng được nữa. Mà nói thiệt không cần 200 người, chỉ cần đèn nó sáng lên là nó đã rung rắn rồi. Để biết không? Nhưng mà nhờ có mình có một chút gì đó nó mụ mị, thì hiện nay có chữ mụ mụ mị, có một chút gì đó u mê, có một chút gì đó nó hơi lãng đãng, thì bắt đầu mình mới có thể thức. Và cái thứ hai là mình ăn ngon. Nếu mình ăn bằng chánh niệm, ăn bằng một cái nhận thức rõ ràng về bản thân và về món ăn, hoặc là về một sự cố sự kiện nào đó đã đang và sẽ xảy ra, mình không thưởng thức món ăn như là mình mong, hiểu không? Vì ví dụ nha, có bị dông ra món đậu đường là món ruột của tôi. Bây giờ nhìn thấy nó tôi nhớ là mình tiểu đường. Hiểu không? Quả là khi họ dọn lên một cái bàn ăn đầy hết, thì lúc tôi mở đồng hồ tôi coi, tôi biết từ chưa, tôi chỉ còn có 5 phút nữa để tôi lên xe ra phía trường. Lúc đó tôi nghĩ cái bị nghĩ tôi ăn được không? Rất là khó. Nhiều lắm. Nói chung là chỉ cần có một chút ý thức, một chút nhận thức, một chút tỉnh táo, thì chúng ta không có thể sống mê loạn và hoang tưởng trong sáu trần được.
mà sở dĩ chúng ta mê loạn hoang tưởng tưởng chấp rằng là bởi vì lúc đó chúng ta phải nói là mất kiểm soát. Mất kiểm soát là thất niệm, là phóng dật nha. Cho nên khi mà sáu trắc căn mà tiếp xúc sáu trần, chỉ cần mà thất niệm, không có niệm, không có tuệ, thì tự nhiên là những cái tâm thái tiêu cực lập tức xuất hiện. Vì sao vậy? Vì cái bản chất có thói quen nhiều đời của chúng ta là như vậy đó. Còn Bồ Tát hoặc là những cái vị mà tu hành lâu năm, lâu nhiều kiếp thì khác. Các vị còn nhớ sau khi vào bốn cửa thành về, ngồi ở trong ngự quyển, Bồ Tát Thích Đạt được báo tin là công nương Gia Du Đà La vừa sanh thái tử nhớ. 29 tuổi, khỏe mạnh, giàu sang, có một mái ấm gia đình tuyệt vời. Cái đó là vị ngọt của đời sống. Có thể nói ngài là lúc đó ngài không phải là đang nếp mặt mà ngài đang lọt trong hũ mặt luôn nha. Nhưng mà trong cái đêm đó ngài nằm trăn trở, ngài cứ nghĩ đến cái xác chết, đến người già và người bệnh, ngài biết cách nào thì nữa ngài cũng phải trải qua những ngày đó. Khi mà ngài nghĩ đến cái chuyện đó là ngài nghĩ bây giờ không thể nào mà ở yên được, ngài bỏ ngài đi. Thì trong kinh kể đó, từ cái phòng ngài mà ngài đi qua cái phòng của bà Gia Du là phải băng qua một cái gian phòng lớn. Hồi đêm là đang tiệc tùng đó, thì tiệc tùng ca hát rồi uống say, thì khuya rồi thì các chủ nhân về hồng hết, thì cái đám mà thị nữ rồi cái đám mà giúp vui rồi đó nó nằm bệnh nó ngủ. Thì ngày đi, ngày đứng đi qua phòng của bà Gia Du để ngày nhìn mà lần cuối để đi, thì lúc đó ngày đi ngang cái phòng, ngày thấy cái cảnh mà mấy mà đâu có toàn là mỹ nhân không, nhưng có điều họ mệt quá đó. Rồi họ say có, mệt có, ngủ ngon có, rồi họ nằm vật vã trong phòng đó, rồi hở han, rồi nghiến răng, rồi chảy nước miếng. Thì ngài nhìn cái hình ảnh đó, đối với rất nhiều người hình ảnh đó chưa chắc là hình ảnh đáng chán, nhưng mà với cái não trạng của một người tu hành đó, thì ngài nhìn thấy là giống như là một cái nhà xác vậy. Nhà xác chứa những cái xác như cái trâu. Cái điều đó làm cho ngài bị sốc, ngài bị sốc chưa hết. Trong kinh kể có một cái vị tỳ kheo đi bát mà nhìn thấy một cái thiếu nữ và nhìn ngài họ cười ấy. Thì do cái duyên lành nhiều đời, cái ngài nhìn thấy cái nụ cười đó, ngài không có thấy một người con gái đang cười, mà ngài thấy là một bộ xương đang nhe ra và cái đắc a la hán. Có nghĩa là tùy thuộc vào cái túc duyên, tức là cái tùy nghiệp của mình, tùy thuộc vào khuynh hướng tâm lý của mình, tùy thuộc vào cái môi trường sống hiện tại của mình, chính ba cái đó nó tác động cho cái chuyện là sáu, khi mà sáu căn tiếp xúc với sáu trần, chúng ta có phản ứng tâm lý như thế nào. Trong đời tôi có không ít lần tôi ghét nhầm một người và tôi cũng thương nhầm một người, mà nhiều lần như vậy, nhiều lần một là nhiều. Ghét nhầm là sao? Tức là họ tốt với mình mà mình không biết, mà lấy cái mặt của họ mình nhìn mình không ưa cũng có. Hoặc có trường hợp họ đối xử với mình rất là nice, nhưng mà sau đó mình biết họ không phải nice như mình nghĩ, thấy kịp không? Thì cũng con người đó thôi. Nhưng mà tùy vào cái bối cảnh, tùy vào cái điều kiện nào đó mà mình đánh giá cái ngoại trần ấy, lúc về lúc khác. Và khi mà mình là nô lệ cho cái phiền não của mình thì những gì mình thấy nó đều là nguồn khổ dán một trực tiếp hết. Có hiểu cái này không? Khi tôi bắt đầu chớm thích một cái gì đó, có nghĩa là tôi đang gieo cái mầm khổ. Mà khi tôi bắt đầu tôi ghét cái gì đó là tôi cũng đang gieo cái mầm khổ, nghe hiểu không? Mình chưa biết đạo thì mình khó mà tin được cái thứ nhất đó. Khi mình thích cái gì thì có nghĩa là mình đang gieo mầm khổ, thì khó tin được như mà đó là sự thật. Và trong bao nhiêu năm làm thầy chùa, bao nhiêu năm đọc sách đọc kinh, tôi nhận ra một chuyện rất là đời nhưng mà rất là đạo, đó là cái làm cho tôi phiền, cái làm cho tôi khổ hầu hết là những cái làm cho tôi thích. Chứ còn mấy cái thì không có ưa thì thấy vậy đó, nhưng mà nó ít làm cho tôi phiền. Bởi vì sao? Vì tôi không ưa nó có nghĩa là tôi tránh nó là xong, chứ tôi đâu đi kiếm, đi tìm nó, hiểu không? Nhưng mà chính vì tôi bắt đầu tôi chớm có thích nó, thích người đó, cảnh đó, vật đó, sự kiện đó, thì chính vì bắt đầu tôi có cái ý thích đó thì bắt đầu tôi mới nghĩ đến việc sở hữu nó, tiếp cận nó, đầu tư nó, kiếm tìm nó, xây dựng nó,
nghe kể không? Thì kể từ đó là sinh sử thì sĩ sinh. À, có nghĩa là khi mình bắt đầu mình đặt vấn đề với nó thì có nghĩa là nó đã bước vào đời của mình. Trong khi đó, khi mình ghét nó đó, thì mình chỉ bực mình trước mắt thôi, nhưng mình sao biết mình đâu có đi tìm nó đâu. Tuy nhiên, Đức Phật dạy ghét ở đâu thì thích. Nó làm sao mà nó khi mà anh ghét cái gì đó nghĩa là anh đã thích một cái ngược lại đó. Mà khi mà anh thích một cái gì đó nghĩa là anh đã ghét cái ngược lại đó. Cho nên thích và ghét là hai cái tâm thái tiêu cực. Vị thánh là một, hành giả tu tứ niệm xứ là hai. Nhìn cái gì thì chỉ biết cái đó là không có suy diễn thêm. Nghe kiểu không? Chính vì không suy diễn thêm cho nên các ngài không có bị khổ vì cái ghét và cũng không có bị khổ vì cái thích. Mấy hôm nay mình học tổng quát về giáo lý, về bốn đế, về quẩn xứ giới. Thì đến đêm nay và đêm mai thì chúng tôi mới kết hợp mấy cái đại giảng để đưa vào cái gọi là pháp môn tuệ quán. Pháp môn tuệ quán là sao? Chúng ta không làm cái gì khác, cái sống bình thường nó chỉ thêm có một chi tiết thôi. Tức là cứ sống bình thường, cứ đói ăn khát uống, đi đứng sinh hoạt, nói cười bình thường, nhưng chỉ thêm có một chút xíu khác biệt thôi. Đó là chánh niệm. Tôi đã nói rất là nhiều lần, nhiều người Phật tử hiểu lầm cái đó, tưởng là tu thiền là mình phải có cái màu áo thiền và có kiểu sinh hoạt thiền thì mới gọi là thiền. Tại ra thiền đó là cái rất là tự nhiên, đó là cách khác. Một đứa trẻ khi mà nó chạy lên cái thảm cỏ đó, nó hoàn toàn tin tưởng vào thảm cỏ đó. Còn mình người lớn lại khác, mình chạy chân trần trên thảm cỏ lúc nào mình cũng có nghĩ đến cái gì đó có thể làm mình bị đứt chân, bị chảy máu, hiểu không? Ở đây tôi chỉ ví dụ thôi. Thì cái người hành giả đó, khi họ sống trong cuộc đời này, khi mắt thấy tai nghe, họ luôn luôn trong tình trạng cảnh giác, luôn luôn trong tình trạng cảnh giác. Còn cái người mà không phải là hành giả đó, thì họ sống giữa đời này với một cái sự bỏ ngỏ toàn diện. Có nghĩa là thích cái nhìn thì cứ nhìn, thích nghe thì cứ nghe, thích tìm cái để nghe. Và khi mà có cái gì nó xảy đến thì tha hồ bực dọc và tha hồ thích thú. Và các vị biết cái chữ tha hồ đó rất là nguy hiểm. Tha hồ có nghĩa là gì? Tha hồ nghĩa là bỏ ngỏ. Mà bỏ ngỏ có nghĩa là chúng ta đã mất đi khả năng phản vệ, mất đi khả năng đề phòng, mất đi khả năng cảnh giác. Và không có gì mà nó nguy hiểm cho bằng đi trên đường mà không có khả năng phản vệ, không có khả năng cảnh giác. Thì nhẹ đó, bây giờ đang nói chuyện tu hành, nhẹ thì chúng ta sẽ bị đau khổ nhãn tiền. Còn nặng á, thì chính cái phiền não mà khi sáu căn tiếp xúc sáu trần, nó trở thành ra là cái nguồn sanh tử mới. Và sẵn ở đây tôi nói luôn, không có nói thánh nhân là diệt trừ phiền nặng, là cái người diệt trừ phiền não, cho nên các ngài không có bị người rơi vào cái gọi là thương thích cái này cái kia. Đúng. Nhưng mà có một cái chuyện khác, có một cái chuyện khác nó không có liên quan gì đến chuyện diệt trừ phiền não hết, mà cũng đủ khiến cho một bậc thánh không có tham thích cái này cái kia. Đó là cái gì? Để tôi nói cái gì nghe kể luôn. Bậc thánh mà chấm dứt phiền não thì không còn thích là đúng rồi. Nhưng mà có một chuyện không cần chấm dứt phiền não, mà chỉ cần hiểu ra cái này cũng bớt đi rất nhiều. Đó là các ngài hiểu bản chất của thích là gì và của ghét là gì. Tôi nghe kể luôn. Nó có những món đồ mà phụ nữ rất là thích, nhưng mà đàn ông mình không có cách nào mình thích được, có không? Có không? Phụ nữ mê chết luôn, mê mà coi như về mất ngủ. Mà nói đàn ông thì cái đó nó không có giá trị gì hết á. Đó hả? Ví dụ mấy khỏi son đắt tiền cái này. Cái gì biết ở bên thị sĩ đó. Tôi có quen với một vài con dược sĩ. Rồi bên cái thằng ma sĩ biển là tôi không biết, nhưng mà bên thị sĩ đó, lâu lâu á, nó có những cái món quà để nó tặng cho khách á, cũng có. Hoặc là lâu lâu nó có cái đợt mà nó xả hàng đó, tức là cái đồ mà nó sắp expire đó, nó xả ra. Và các vị biết, nó trong đó có những cái thứ rất là khủng khiếp, có những cái tiết kem mà mấy trăm franc, tức là khoảng mấy trăm đô la đó, nó xả nó bỏ. Tức là trước khi mà nó giảm giá đó, sau khi giảm giá chứ, sau khi nó giảm giá là nó xả. Và cái cô, mấy cô mà dược sĩ có đem về đó, tôi nói các vị không có tin, là cái bao màu
cái bao mà mình dựng lên đầy á thì nó cao cả mét rồi này, mà phải xách về 2-3 bao vậy. Kem thoa mặt, kem son phấn, rồi rất là nhiều đồ trổ còn đến đấm cao su cũng còn đít. Tôi một đêm tôi ngậm một cái tôi ngậm 3 năm chưa hết, mà toàn là Switzerland không chứ không có chơi đồ Trung Quốc, nó nhiều dữ lắm. Rồi tức là một mình cái đấm đấy không đó, tôi là cả bao á. Thì bây giờ liền thì bảo ổn thì mới đem về đã, mới gửi từ Việt Nam về châu Phi. Bên đó mình quen với mấy người mà đi về châu Phi thường đó, để mình cho. Mà tôi nhìn thấy cái bao đó tôi chỉ lấy là được có 1-2 thứ là thuốc cổ tử. Rồi sau này tôi bị đường thì tôi thể lấy cái metin đường với mấy cái đồ thử máu xong. Còn mấy cái đồ trùng điệp kia có nhiều cái tôi không biết nó là cái gì. Tôi hỏi bác cái gì bác cười, bác nói đừng có hỏi gì. Đấy là cái đồ nào. Mà đẹp vô cùng, đồ thủy sĩ Swiss Made đàng hoàng tốt lắm. Nhưng mà vì cái nghiệp nó khiến cho đẩy cho tôi làm thân nam, và với đời sống của một tu sĩ đã nam mà còn là tu sĩ nữa, cho nên thấy cái món đồ đó với tôi để nên tôi không cần tới nó, tôi không thích nó, mà thậm chí tôi cũng không biết nó là cái gì. Mà tôi biết có rất nhiều người nữ mê chết họ đó. Nhưng mà mày có hỏi kèm à, mấy cái son gì cái son mà tôi nghe mà nói thôi, ở Chicago cái giá khiếp lắm, dần mình lên đúng thứ lắm. Có loại son đỏ, son màu sáng, son màu tối, rồi có những cái loại mà nó chỉ định làm cho cái môi bóng này. Tôi cũng tò mò tôi bôi thử cho cũng được. Mà nhiều lắm, nhưng mà chơi vậy thôi, không thích làm. Rồi thêm một cái khác, có những thứ mà con người mình nói dơ, nhưng mà có những loài động vật nó không có thấy dơ. Tôi ví dụ như là chó mèo, nó có thể nó le lưỡi nó liếm những cái thứ mà mình góp, đúng không? Và mình ăn uống mà mình nghe có một chín tí gì đó nó tông, hoặc là cái chén nó hơi nhớt là mình ăn không được. Nhưng mà trong khi đó con sư tử, con cọp, con beo thì máu tươi đó nó là một là phải khẩu. Như vậy thì mình phải nhìn lại thích với ghét, bản chất của nó là cái gì? Do tiền nghiệp, ghê chưa? Do khuynh hướng tâm lý và do cái môi trường sống hiện tại. Cho nên bây giờ ta mới thích và ghét cái này cái kia. Và những thứ ta thích, tự thân nó, cái giá trị của nó không phải là tuyệt đối. Là bởi vì sao? Là bởi vì ở không gian này, thời gian này, điều kiện văn hóa, xã hội như thế này thì nó được người ta thích, chưa kể tình trạng sức khỏe. Có những khi mà tôi bị bệnh tôi là nhạt miệng, ai cho cái gì tôi nuốt cũng không vô, lý do lúc mũi ngửi không ra mùi, lưỡi nếm không ra vị. Chỉ chừng đó thôi thì những món mà bình thường tôi rất là thích là bữa nay là xong. Cái gì bánh bò trắng chẳng có dừa tôi nghe cái món đó lắm, từ ngày bị đường tôi mới ngưng. Nhưng mà có những khi mà tôi bị sốt nhiều quá đó, cắn vô nó nhẫn nhẫn, người biết không, ăn vô nó nhẫn nhẫn ăn không được. Mà cái món tôi rất là thích, tôi thích toàn là món để làm đường măng thôi, ví dụ như là tàu hủ nước dừa không, tàu hủ nước đường, rồi bánh bò trắng ăn với nước cốt, bánh lọt. Tôi mê lắm. Nhưng mà ăn vô xong thử một cái đường nó lên. Bữa nay là đã cho tôi một miếng chè gì đó, chè bà ơi. Tôi ăn tôi đo gấp đôi cái lượng đường được phép. Tức là bình thường là tôi chỉ được 6 rồi, tôi đang xài đơn vị cho ông. Mọi tôi đo lên tới 13 luôn. Lúc đang dạy học tôi thấy cũng ngộ. Có phải ngộ mà tôi nghi. Từ nghi thế nó cầm lên nó ngộ, mới là kêu đang nghi đang ngộ rồi vậy đó. Thế tôi nghi. Thì tôi chạy vô thường mà tôi ăn no đó là tôi thử nó có 8 thôi. Đói là dưới 6, ăn no là 8. Bữa nay là đủ cũng bắt 13. Một lần nữa là tôi về Ban Thi Thuộc năm ngoái, tôi gặp cho sầu riêng mà cái muối nó vàng nó ươm đẹp lắm, được nhủ lòng không được hay không. Nhưng mà sao tôi thấy mà cái đẩy tới để tôi thì không dùng hết đi, mà cái đẩy hồi được đẩy luôn. Bên kia làm gì có, bên kia toàn đóng lạnh chứ không ạ. Thế là bánh bèn là một muối. Khi trọng cắn vô rồi thì nó phát hiện một chuyện động trời, không có hộp. Đó làm lên quanh mò. Tôi ăn tới 3 muối rồi không, tôi không phải nói gì nữa. Tôi nói cho bà con rung, có nghĩa là đây, 6 tầng đây nè. Thì tới cái muối thứ 3 là bắt đầu nó do cái tâm mình nó sợ á. Tự nhiên nó nghe cảm giác kỳ. Tôi nhớ tôi đang ăn trên lầu mà nguyên cái đãi dù ở để dưới xe.
tôi mượn chìa khóa của ông Phật tử, tôi thú nghĩa tôi lấy rồi tôi thử dưới xe luôn. 14 mỗi khi tôi uống có 500 bữa tôi quất cho tới 1000 rồi xong rồi tôi nhắn tin đề bên cho ông, để cho ông trả lời nghe rất dễ thương. Ăn thêm đi sư để không còn bị nữa. Khủng khiếp, anh nói gì vậy? Không hề can gián, chỉ nói một câu rất là phải nói rất đạo. Ăn thêm đi sư để không còn bị nữa. Mà lúc tôi mới đọc tôi không hiểu nha, mới đọc tôi không hiểu. Tới lúc tôi ngồi tôi nghiệm là bài mát. Bây giờ muốn kêu thêm nữa là nó đi luôn rồi. Phải đường lên là nó lên đường mà. Cho nên đi, khi ta sống thiếu kiểm soát thì cái quả báo nhãn tiền á, nãy giờ kể rồi, là thương tầm bậy, ghét tầm bậy, rồi bệnh hoạn nó kéo tùm lum hết. Nhưng mà khi sống có kiểm soát thì tình hình có khác. Khi sống có kiểm soát thì tình hình có khác nha. Cho nên đó là Abhidhamma tức là Abhidhamma là gì? Abhidhamma cho mình biết một chuyện là what và tới định xứ dạy mình biết how, chỉ có hai chuyện đó thôi. Abhidhamma dạy cho mình biết thanh tâm này là cái gì và chánh niệm cho mình biết là cái là tụi nó đang ra sao. Như vậy vừa phát học vừa phát hành chỉ có hai chuyện, chữ how và chữ what. Không học Abhidhamma, không học Phật pháp thì mình rất mơ hồ về cái thân nè, tâm nè, buồn nè, vui nè, thích nè, ghét nè, mình rất là mơ hồ. Thì mình cũng nghe trên cái chó bài nhán là đời là vô thường, là phù du lúc mắt hôm nay nữa mặt nhìn trời nghe ba hư ảo, nghe lời phù du gì đó đầu nó dốc không à. Nhưng mà khi mà hành giả sống chánh niệm làm giải nhận ra nhiều việc rất là kỳ thú. Ví dụ mình, nhưng mình không đã làm gì viết nấy, không có suy tư, nên nhớ nha, không có suy tư, chỉ nhìn mà không có suy nghĩ. À no only nothing. No là biết, no only nothing. Chỉ biết chứ không suy tư, đó là chính là tính hình sự. Chỉ biết chứ không có suy tư. Nên nhớ cái động từ đó rất quan trọng. Biết thôi, không suy tư. Có nghĩa là thấy chỉ là thấy, nghe chỉ là nghe, tôi nhắc lần nữa, nghe nó rất là thứ nhất một là nghe cái gì nó rất là khó, tại sao tôi thấy lum mà cấm tôi không được suy nghĩ. Tập lâu ngày sẽ quen, đó là một chuyện. Chuyện thứ hai, có người nghĩ rằng nó đơn giản quá, tu nguyện thì đọc cái gì, nghe phải nghe chuyện không, tự nhiên tu là phải niệm chú hoặc làm cái gì mà quyền bí mà ảo, tự nhiên làm gì biết đấy, xin lỗi nha, đi tắm cái tắm, sẽ răng đi cầu cái đi cầu, phải đặt chỗ nào nhưng mà ổn hơn, chuyện rất là quan trọng. Khi mà anh sống có kiểm soát như vậy, anh sẽ nhận ra những sự thật mà xưa giờ anh không có gì thấy. Ví dụ non ly do nothing. Thì là cái tinh thần của tứ niệm xứ đó là chỉ thấy chứ không có nhìn, chỉ thấy chứ không có suy tư nha. Thì ở đây cũng vậy, xưa giờ mình xô bồ cho nên mình không thấy là những sự thật đằng sau cái mà mình thấy nghe ngửi nếm đụng. Mình không thấy ra những sự thật đằng sau những cái mình thích và ghét. Nhưng mà nếu mình sống chậm lại một chút thì mình sẽ nhận ra những thứ mình thấy đó, thấy nghe ngửi nếm đụng bản chất nó là cái gì. Tôi hỏi bà con nha, cái chai nước này là tầng nào đúng sao bạn? Sắc. Tôi để ý là vẫn chịu trả lời. Khi tôi uống nó là sắc hay là cái gì? Bây giờ hiểu chưa? Khi tôi nhắm mắt tôi sờ nó là cái gì tầng? Mà tôi nhắm mắt lại không đụng nó, tôi nghĩ về nó. Như vậy thì cái này nó có đủ là sáu tầng cho tôi không? Xong chưa? Hiểu không? Cảm chuyện chữ thứ hai. Vậy là bản thân nó đã là sáu tầng rồi. Chữ thứ hai, sáu khi mà nó có thể làm sáu tầng cho tôi thì nó có thể đem lại cho tôi cái tiêu cực, cái tích cực. Tùy. Cái kiểu không? Nếu mà tôi cầm nó, tôi biết bằng chánh niệm, tôi mở nó bằng chánh niệm, tôi uống nó bằng chánh niệm, đó là tích cực. Đúng chưa? Còn nếu mà tôi thất niệm á thì nó lại là tiêu cực. Mà tiêu cực ở đây là cái gì? Có thể là tham, có thể là sân. Có hiểu không? Hiểu không? Trưa nay đó là tôi thấy bà chủ có mua 5 chai Evian.
cái chai Evian. Lúc bà mua bà nói là mua cho chị uống. Lúc bà mua bà nói mua cho chị uống. Nhưng mà bây giờ không biết quý vị nghĩ, không biết ai đó mấy chai Evian không thấy mà đem chai lại lên. Hiểu chưa? Hiểu chưa? Hiểu không? Ta nói ví dụ thôi, đi đi tội nghiệp làm mất ngủ rồi thờ thì đơ. Bây giờ hiểu không? Dạ. Tức là cái chai nước đâu có tội tình gì đâu. Dạ. Nhưng mà mắc cái chứng gì tôi phải nghĩ nó cho em dân làm cái gì? Chính vì tôi thất niệm nó mới lòi ra cái suy nghĩ đó. Thế là tổng nhìn cái chai nước vô tội này bằng ánh mắt của kẻ thù. Hiểu không? Dạ. Hiểu hả? Rồi một chuyện chuyện nữa, nhiều năm về trước khi tôi mới qua Mỹ, tôi dạy Ati Đàm 3 năm ở tỉnh Houston, trong lúc tôi có quen và cứ như họ đã học được nó cũng bé dễ thương. Cái bữa chiều tôi giảng xong rồi cái tôi đi về phòng, cái cổ là tôi hỏi cái phòng hỏi thầy kia đăng bài mà tay có cầm chai nước cũng dễ thương lắm nha, cầm chai nước xong rồi má cũng kêu cổ. Thì cô đang cầm dây nước rồi, chị giữ dũ này, con chạy ra, má kêu chị giữ dũ này. Mà cái chai đó là ở đâu? Cô lấy được nhà bếp của chùa. Nhưng mà vì bà trót cầm lên đó, tôi cầm cái dây nước tôi để phòng, không dám uống. Tôi biết tôi nói là nhiều người khinh tôi lắm, nói tôi mê gái. Nhưng mà nó còn hút lãng mạn thôi, làm gì vậy? Tôi vẫn còn đây. I am here for you. Nhưng mà năm nó 31 tuổi. Yeah. Mà không phải là mê liền, mà cô vô cái học rồi cũng nhiều lần cũng có mua cho tôi ba cái đồ cũng đồ móc khóa rồi đó. Thì xem chỉ vậy mình chắc cha cũng lên của chú. Và cuối cùng rồi là cái chai để mấy ngày không dám uống. Nó tí. Hỏi cái chỉ một chai nước thôi mà nó mắc cái chứng gì mà nó quý dữ dội vậy, nó đâu phải là nước yến đâu. Không? Mà nó quý dữ lắm, có nghĩa là khi mình thất niệm, tại cái đó là nên mình đi xa rồi đang thất niệm, khi mà mình thất niệm rồi là bắt đầu nó đi tầm lum hết. Tôi có kể câu chuyện, tôi kể hoài các vị còn nhớ, tôi kể hoài đến tôi nhục rồi. Là có cái anh già đi câu cá, rồi anh thấy một cụ cũng ngồi câu cá mà hút thuốc không có quẹt, anh tới anh cứ xin cụ hơi không quẹt. Rồi cụ giờ mắt nói tôi không có thuốc nên tôi không có quẹt, mà tôi có thì cũng không có cho cậu. Thì cảm trạng thiên nhân quê lắm, anh nói thưa bác cháu có làm cái gì hết thố không mà bác có ác cảm với cháu, nếu có thì cháu xin lỗi. Thì cháu chỉ con cá bác cháu nhìn bác không mà thỉnh thoảng ngồi câu chung ổng nói không. Cái vấn đề nằm ở chỗ là cậu quá dễ thương. Lâu nay tôi câu gần cậu thấy tấn cậu là cầm đầm, mà lần nào gặp tôi cậu cũng chào. Mà hôm nay cái cách mà cậu hỏi cái học quẹt rất là dễ thương, rất là mé. Để đó, ở Mỹ bây giờ cái loại người nó khó kiếm. Mà tôi mến cậu, thế nào sẽ có một ngày mình câu vài, thế là tôi mời cậu về nhà. Mà đàn ông như tôi còn mến nói nhiều con gái của tôi. Mà con gái tôi nó mến cậu, thế nào hai đứa sẽ đi xa lại yêu nhau rồi sẽ có ngày nó lấy nhau. Mà làm sao tôi gả con gái của tôi cho một thằng vừa nghiện thuốc lá mà lại không có hồn quẹt. Đâu, đi xa quá nhưng mà nó lại đúng. Có nghĩa là cái dòng đời nó, cái này sẽ cuốn ra cái kia. Ủa tôi nhớ cô lực bác tôi hay nói hoài, giá chi hôm mấy đừng mưa, giá chi hôm mấy đừng đưa em về. Tức là giá vào buổi chiều đó đừng có mưa. Chưa hết giá vào buổi chiều đó hai đứa đừng có trú mưa với cái máy hiện đó không có quen nhau rồi đâu, cái chuyện của tập lâm cuối cùng nó cõng nhau một đời chỉ vì một trận mưa chiều. Cho nên bây giờ mỗi lần tôi ra phố gặp mưa tôi cầu trời tôi gái cho đừng đứa nào bị dính cái trận mưa này, tụi bay dính tụi bay khổ một đời. Tụi nó thà bị mắc mưa vậy mà sang mắc mưa rồi nó hèn vậy đó. Cho nên nãy giờ có đâu rồi, cho nên đó là bây giờ mình quay lại thì mình cứ chứ cái điểm đó là anh sống như cũ, yeah. Anh sống y chang gì đó, giờ anh không có sửa đổi, không có đặc quyền. Như ngày hôm qua tôi tả mà ăn rồi mà kéo rê gì đó là bệnh rồi, luôn cái bệnh đầu bình thường thế này, bình thường có tốc độ, bình thường nhịp và bình thường nhưng đính kèm chánh niệm. Chứ mình nghe kiểu không chỉ mẹ thôi, dễ lắm. Mình cầm một cái vật mà mình biết nó đang nóng thì mình cầm với mình cẩn trọng chỉ vậy thôi.
Thì bây giờ kể từ bây giờ khi mình làm giả tín hiệu xứ thì mình làm gì vậy thì cẩn trọng. Với thì cẩn trọng là xong nha. Và các vị sẽ hỏi tôi có được cái gì vậy? Được nhiều lắm chứ. Chính vì mình nghĩ nó hay ho cho nên mình mới thích nó. Chính vì mình đặt vấn đề mới nói nhiều quá nên mình mới ghét nó. Kể từ bây giờ mình không có thấy thích và không có thấy ghét nó nữa thì mình sẽ không bị khổ tâm bởi cái thích và ghét. Chứ thoát là đã thấy là thấy giải thoát rồi đó. Có nghĩa là cái chánh niệm đến đâu, trí tuệ đến đâu thì cái khả năng giải thoát của mình nó đi đến đó. Cái giải thoát ở đây nó không phải đợi đến destination mà nó on the journey. Hiểu không? Yeah. Ngay trên cái journey là mình đã phải giải thoát. Nếu ngay trên cái journey mà mình không có cảm nhận được cái giải thoát, mặc dù tương đối nhưng mà nếu mà không thấy thì có nghĩa là con đường nó đang có vấn đề. Con đường đạo đó. Tôi không nói đường ngoài đời, tôi nói đường tu. Nếu mà nghe trong lúc hành trì đó, bởi vì sao? Vì theo anh thì đàm á, mình bo được chưa? Ok. Sao vậy? Sao vậy? Bây giờ tôi bây giờ cái mình phải xài lấy cái bài hồi trưa mình học đó, bài hồi trưa. Khi mình chỉ xịt nhiều quá nó cái lát nó bị lầy cái bản đi, nó bị lầy. Tôi đang nói mà 40% chánh niệm. Bây giờ bà con mà bước cái tắt đèn tôi đi liền về bếp luôn nam. Không có sao vì nó phải qua, nó phải qua cái. Cảm ơn. Tôi nghĩ đêm nay mình và đêm mai mình phải giải quyết cho xong cái mối quan hệ giữa trời đất vũ trụ và chúng ta. Chúng ta phải tìm cho bằng được cái con đường giải thoát ngay trong cái thanh sinh tử. Và tôi phải tìm cách tôi chứng minh cho quý vị thấy con đường ra rừng chính là con đường vào rừng và con đường vào rừng cũng chính là con đường ra rừng. Vấn đề là ta quay mặt nửa nào và đưa lưng về đâu. Mà nói vậy không dễ, bây giờ mới chứng minh xong cái gì. Rồi. Bản chất của vũ trụ và chúng sinh. Bản chất của vũ trụ và chúng sinh. Chỉ là danh là sắc. Chỉ là danh là sắc. Rồi chúng ta hàng cả đầu dòng. Sắc là những gì thuộc vật chất. Sắc là những gì thuộc vật chất. Gồm bốn thành tố căn bản. Gồm bốn thành tố căn bản là bốn đại. Thành tố căn bản là bốn đại. Giờ và 24 phụ tố được tạo ra từ chúng. Và 24 phụ tố được tạo ra từ chúng. Được chưa? Mở bằng lên. Sắc tố, giới tính, hormone đó, testosterone rồi đó. Sắc tố, giới tính. Phải các chất hữu cơ amin, biết không? Các chất hữu cơ, các chất hữu cơ phải hữu cơ, các chất hữu cơ được rồi, hữu cơ hữu cơ phải khoảng cách giữa các phân tử tế bào, giữa khoảng cách giữa các phân tử tế bào. Đấy. Tính linh hoạt và khả năng thăng bằng của vật chất. Tính linh hoạt và khả năng thăng bằng của vật chất. Ba đấy. Đó, vật chất là phải. Đấy. Sự có mặt và biến mất của vật chất.
sẽ có mặt và biến mất của vật chất. Ba đợt. Các vị thấy không? Tức là từ bốn cái thành tố căn bản là bốn đại đến bữa đó nó mới đẻ ra 24 cái khác. 24 đó là nó gồm những cái rất là lạ. Đó là cái tính linh hoạt như trong kinh nói thế này. Tại sao mà cái này nó không có gì chống đỡ hết mà tại sao nó vẫn diễn lên được? Nghe kiểu không? Đó, cái khả năng của nó vẫn diễn lên được. Được chưa? Thì không phải cái nào gặp gió nó cũng đứng, con cái gặp gió nó rạp xuống. Nha, mà nó vẫn diễn lên được. Thì đó gọi là cái tính thích nghi. Tại vì thân kinh nhu thích nghiệp. Thích nghiệp nghĩa là cái khả năng thích nghi của nó để mà nó có thể đứng hoặc là nó có thể trụ lâu không bị hư. Thì cái đó gọi là tính thích nghi. Tính linh hoạt và tính thăng bằng. Đó là những cái của vật chất, cũng là vật chất mà được phân tích theo đúng kinh ấy. Rồi trong đó là như trong thân người mình thì gồm có sắc tố với tính khoảng cách về các phân tế và tính và cái này đó rồi. Bây giờ chị nghi tiếp cái này. Sắc là vậy đó, sắc tám cái cấu tạo nên thân người và đất đá cây cỏ chỉ gồm bao nhiêu đó thôi nha. Rồi gặp cái nơi danh, sắc tám có dưới là danh là tâm linh hay là tinh thần linh hồn. Danh là tâm linh tinh thần hay linh hồn, chỉ linh hồn là tôi xài tạm cho mà con hiểu thôi nha, chỉ còn con ghé thì cứ bị chữ tiền để hiểu lầm nặng lắm, nhưng mà phải nói cho phải mượn sợ xài đỡ làm toán ta còn có số vay mà có số mượn mà tôi giải thích ở đây cũng vậy. Tinh thần của chúng sinh gồm có hai phần lớn, gồm cái hai phần lớn, cái này bắt buộc bà con phải, bà con nào mà sơ cơ là phải đêm nay là cái bài này là bà con phải học nha. Gồm hai phần lớn, hai chấm chú dòng là chú dòng chấm chấm tròn tròn chấm quay đó. Tâm thức là cái biết trước đối tượng, biết trước đối tượng. Mở một đơn Benovin chỉ là biết thôi, không có thiện ác. Benovin đúng là phải một cái biết đơn giản, không thiện ác phàm thánh. Một cái biết đơn giản, không có phạm thiện và không có thiện ác phàm thánh. Có tất cả là 6 tâm thức. Đó tâm thức. Cái biết dựa trên thị giác. Cái biết dựa trên thị giác. Hiểu không? Cái biết dựa trên thị giác gọi là nhãn thức. Rồi mấy cái chị sợ ơi, ý đi nguyên như vậy. Người giác gọi là nhãn thức. Ở dưới chị sợ là giùm tôi. Ở hàng dưới. Cái biết dựa trên thính giác. Cái rẹt đó, thính giác gọi là nhĩ thức. Tức là cái này là dành cho mấy người mù tịch không biết gì đó, là nhìn là học được. Hiểu không? Rồi cái biết dựa trên khứu giác, khứu gọi là tỷ thức. Rồi cái biết dựa trên vị giác gọi là thiệt thức. Rồi cái biết dựa gọi là thân thức. Hiểu không ta? Rồi cái biết dựa trên ý bậc gọi là ý thức. Rồi bây giờ nghe, bây giờ chị nghe ngồi mấy người chị nghe tôi giảng này, không cái ghi luôn đi chứ tôi cũng luôn cho bà con quên. Ý bậc ở đây là điểm tựa cho
tâm thức, đó chỉ thức, tự chỉ thức, biết cảnh trụ tưởng, biết cảnh trụ tưởng, chấp tùy theo mỗi loài mà ý vật là thứ gì, nghe kịp không? Cái này được biết không giải thích người không hiểu. Mà ý vật là thứ gì trong cơ thể, ví dụ như có những cái loài đó, các vị có học ở trên bài, các vị biết những loài nó không có lục phủ ngũ tạng như mình, nó đúng không ta? Đúng không? Ví dụ như con giun đó, con trùng á, con trùng á, mình cắt nó ra nó đâu có giống mình không, đúng không? Và chưa hết, cái này nè, cái não của mình nè, cái não của con người nó có tới 100 tỷ neuron tế bào, nhưng mà con giun nó chỉ có 7 thì biết không? Con trùng đất á, nó có 7 cái tế bào thần kinh này. À, cho nên tùy loài mà nó cái điểm tựa của tâm thức nó nằm ở đâu. Có những loài nó bị cắt ngang vậy nè, nó vẫn sống, có không ta? Có những loài mất cái đầu nó vẫn sống, có những loài là nó mất tay mất chân nó vẫn sống, có những loài nó không có biết, nó không có máu, có đó không, hay là không biết, có những loài nó không có máu, rất nhiều, rất nhiều. Ví dụ như con cào cào chẳng hạn, con dế chẳng hạn, nó không có máu, con dế nó có máu, đó là bây giờ làm con xé ra nó có máu. Thì á là nói mà làm vậy thế nào, mà nó tôi qua Mỹ TikTok từ rapper, tôi uống không có được, tôi nói nó hôi quá thì siêu ưng nên nó đùa chứ mình nói cái công thức làm này dễ lắm, tập dán bỏ đường vậy ra, tập dán bỏ đường vô là nó đốt rồi rapper. Thì á là tùy mỗi loài, có những loài nó mất đi một cái phần nào đó nó sẽ chết, nhưng mà ở một loài khác mà giống như vậy thì nó sẽ không chết, có hiểu không? Thì cái điểm tựa nào mà cho cái tâm thức của nó điểm tựa, nó được là sắc y vật, có hiểu không ta? Rất nhiều vị luận sư bị mắc vào cái cạm bẫy ngôn ngữ, thì các vị thấy tiếng bạn kêu cái y vật là hát đa giá quá thú, thì hát đa giá là tâm tiếng bạn như là trái tim, các vị bèn phán là cái chỗ nương của tâm thức nằm ở tim, nhưng mà hôm nay họ móc một thằng khỉ này ra, người ta vẫn sống, có đúng không? Bởi vì nó xài máy đó, thả tim mình tiếng giả, yeah. Cho nên đó là Đức Phật cẩn thận, Ngài thấy phải cẩn thận mà Ngài biết rất rõ là tùy mỗi loài cái đó nó nằm ở đâu. Ví dụ như có cái này rồi, các vị thấy kỳ nè, cũng có người đó kêu họ tắt thở rồi họ giảm đi 22 là giảm đi bậc 20 ông giảm đi 7 gram thì chỉ đó, giảm đi 7 gram tức là con người mình mỗi một con người đang nặng như vậy đó, mà khi mình tắt thở thì mình mất đi, bởi vì người ta mới nói là linh hồn nặng 7 gram đó. Nhưng mà theo tôi hiểu thì lúc mà họ sống lắm, nhưng còn một cái cơ gồng á, chính cái gồng nó làm cho nặng, bằng chứng là khi một cái bao gạo 50 kg nó khác với cái chuyện mình cõng một người 50 kg, mình cõng một cái người tỉnh 50 kg khác với mình cõng một thằng xỉn 50 kg, đúng không? Rồi cõng một người đàn ông 50 kg không giống như cõng người đàn bà 50 kg, nó mềm á, mà nếu nó đẹp thì nó nhẹ lắm. Bởi vậy cho nên á là cái bữa đó bà má của thằng Dũng, nó chở mình đi ngang cái dốc, bữa nào hôm qua tôi thấy mày chở con Lan nó nhẹ lắm, mà sao mà bữa nay mình chở tao nặng, thì nó tại vì chữ hiếu luôn nặng hay chữ tình, cho nên mặt nó đúc, chở bà già thì thương mẹ thiệt, nhưng mà chở mẹ không có vui, còn chở cái con nhỏ thì nó được hơn. Nên mà thậm chí mình le lưỡi mình dạy mà nó hỏi bà ra ba cũng đâu có mệt, đâu có sao đó, mà lưỡi nó le là tới ngực rồi. Cho nên tùy, đó là kẻ tào lao cho nó bị đừng buồn ngủ, tùy mỗi loài mà cái điểm tựa nó nằm ở đâu. Chắc hay như con người mình bị biết máu mình tối đa là chỉ 3 lít, ta lít hơn thôi, cho nên nếu nó ra hết là mình sẽ chết, cho nên mình có thể nói sắc ý vật của mình nằm trong máu, ví dụ như vậy. Có thể nói với sắc ý vật của mình nó nằm trong cái đầu của mình, nếu mà mình cắt ngang là mình chết, ví dụ như vậy. Mà nói với tôi nhớ còn cả ông sinh vật học người Pháp 300 năm về trước, họ cũng làm thí nghiệm, họ bắt con gà bỏ những cái ly này đắp lại, ông gỡ gọ cái nó nhảy, rồi là ông lấy nó ra, đem nó ra, ông bẻ hai cái chân sau đó,
ông này là gọi là không có nhảy nữa, ông ghi là thính giác của loài cào cào nằm ở hai chân sau, khi gã đi hai chân chúng còn cũng không còn nghe tiếng động nữa. Bị nghe không? Mọi đúng vậy không? Quay. Nhưng mà giảng nghiên cứu cái ghi vậy. Thính giác của loài cào cào nằm ở hai chân sau, khi mẹ hai chân nữa không còn nghe được nữa. Mà lẽ ra chẳng phải ghi là không nhảy được nữa. Để nghiên cứu thấy như vậy đó. Cho nên là tùy mỗi loài mà cái ý vận nó nằm ở đâu. Nghe kịp chưa? Rồi bây giờ mình phủ hả? Dạ bồi cái này. Bồi cái này cái tôi không có chỗ tôi giảng đi ghê chứ. Được ba cái này là ngon. Được ba cái này ngon. Kinh nghiệm mốt mình dạy học bằng projector, tôi dạy bên Đà Lạt, tôi viết luôn trên iPad luôn, tôi viết trên iPad này nè, nó hiện lên. Có bữa mình mới vừa mở lên nó hiện lên tiếng Nga, tôi muốn chết, cái mình làm gì mà ông dây mượn máy mà ông tắt cái này. Và ta nó dĩ dãn dơ giấy dễ dàng dịu dưới chân ngang này. Rồi danh này gồm có tâm thức, bây giờ qua tâm sở. Tâm thức à, biết luôn câu nữa, tâm thức có thể kể là sáu dựa trên điểm tựa của chúng. Tâm thức có thể kể là sáu dựa trên điểm tựa của chúng, nhưng cũng có thể kể là một. Nhưng cũng có thể kể là một khi nó đến đặc tính, khi nó đến đặc tính nhận biết đối tượng, khi nó đến khía cạnh nhận biết đối tượng, khi nó đến nhận khía cạnh nhận biết đối tượng. Khi nó đến khía cạnh nhận biết đối tượng. Được chưa? Quý vị nghe hiểu không? Rồi bây giờ mình mới để tới tâm sở này. Tâm sở, tâm sở là những thành tố tâm lý, là những thành tố tâm lý. Khi đi chung với tâm thức, khi đi chung với tâm thức thì sẽ tạo ra các thứ tâm thiện ác phàm thấm. Khi đi chung với tâm thức thì sẽ tạo ra các thứ tâm thiện ác phàm thấm. Hiểu không? Ủa, nhiều người nghe thấy cái tựa đề ủa hả? Nó giống như bọn mình nói rồi, cái canh khoai, canh trái, canh rau thì được gọi là canh, nó thì cái căn bản là gì ta? Căn bản là nước và muối, không thêm ngọt, cái là gì nào phải ngọt, là cái căn bản của nó là nước muối và ngọt. Nhưng mà được gọi là canh khoai vì mình bỏ khoai vô, được gọi là canh rau bỏ rau vô, được gọi là canh trái là mình bỏ bầu bí mướp vô, mà đó tụi ăn cả canh mít nữa, mít non nấu canh. Rồi thì ngát làm hết, đúng chưa? Chấm. Tâm sở gồm có ba nhóm, tâm sở gồm có ba nhóm, tâm sở gồm có ba nhóm. Cái này bài học là tôi giảng chuyện này tại đây năm nhóm hai. Rồi a, nhóm tâm sở trung hòa hay trung tính. Nhóm tâm sở trung hòa hay trung tính. Gồm 13 yếu tố tâm lý. Đặc buộc phải có ở các tâm thánh phàm thiện ác. Bắt buộc phải có
phải các tâm thánh phàm thiện ác, đúng chưa? Thánh phàm thiện ác. Nhóm hai là nhóm tâm sở bất thiện. Nhóm hai là nhóm tâm sở bất thiện, gồm 14 thành tố tâm lý. Gồm 14 thành tố tâm lý. Chị bảo không có cần phải chép, chị bảo bóc cái phone ra là bật thì xong rồi. Gồm 14 thành tố tâm lý tiêu cực. 14 thành tố tâm lý tiêu cực. Tiêu cực. Viết luôn. Khi cộng với tâm thức thì sẽ tạo ra các tâm bất thiện. Cái sáng vậy mà không hiểu thì uổng quá, rõ như vậy. Không hiểu. Xiên với mấy người này xiên, không hiểu cũng đi. Tâm thức sẽ tạo ra. Có khi tôi nói thì quý vị giận, mà tôi thương thì quý vị nó kẹt xe đi cực quá, mà cứ ngày nào cũng chắc là như ở nhà thợ ma nó chừng như vậy, như thế dễ ngủ luôn. Các tâm thiện rồi. Nhóm ba, nhóm tâm sở tịnh hảo. Nhóm tâm sở tịnh hảo thôi, thì bây giờ mình bôi cái bự đường, bôi cái lớn đi, bôi cái lớn đi. Gồm 25 thành tố tâm lý tích cực. Không, nó dễ nhất, một hồi cũng thấy nó dễ ẹt à. Thành tố tâm lý tích cực. Thành tố tâm lý tích cực. Khi đi với tâm thức sẽ tạo ra các tâm thiện. Hiểu không? Khi đi với tâm thức thì sẽ tạo ra các tâm thiện. Đó thì sẽ hình thành nên các tâm thiện. Thì hình thành nên các tâm thiện. Chị ghi vô chị hiểu không? Ok. Các tâm thiện. Rồi bây giờ mình bôi cái kia được đây. Tới đây cũng gì nhức đầu, nhưng mà lên trên là quý vị thấy nó sáng ra. Nhưng mà phải có các cái bản này. Cái này à, như vậy cái gọi là đời sống tâm thức của chúng sanh, cái gọi là đời sống tâm lý của chúng sanh, đời sống tâm lý chúng sanh chỉ nằm gọn trong hai công thức đơn giản, giờ bây giờ bắt đầu cô thấy cái cậu thì cô vô đây cô thấy sáng này. Chỉ nằm trong hai công thức đơn giản. Rồi. Trong tròn là cái dấu tròn đó. Là cái dấu tròn đó thôi. Rồi. Tâm bất thiện hay tâm ác? Tâm bất thiện hay tâm ác? Hai dấu. 1 cộng 13 cộng 14. Hiểu không? 1 cộng 13 cộng 14. Rồi xuống hàng. Làm cái tròn tròn nữa. Cái khôi nữa rồi. Tâm thiện tức tâm lành, tâm thiện mở lên tâm lành đó. Tức là 1 cộng gì ba? 13 cộng 15. Lớn lên, mình có hiểu nè. Cái vấn
đề quý vị là khi mà tổng đi về rồi thì làm ơn lấy cái Amitabha coi 13 đó là cái gì. Còn nếu mà tôi thêm được một phần nữa đó thì êm quá. Đi 13 đó mà qua cái miệng của tôi thì nó sáng tinh. Tôi được gì khi tôi ở lại mà tôi mất rất nhiều khi tôi ở lại. Ok, mấy giờ tôi sẽ qua. Có gì tôi qua đây chơi ghé không có gì rồi. Rồi hãy bây giờ hết chưa? Rồi xuống dòng đi tiếp. Tu tập tứ niệm xứ là dùng là sống với chánh niệm, là sống với chánh niệm để thay thế 14/25. Hiểu không ta? Dạ, tôi này là dùng cái điểm thay thế không, chưa? Hiểu không? Rồi. Phải thay thế được bao lâu còn tùy ở chánh niệm và trí tuệ mỗi người. Thay thế được bao lâu á là còn tùy ở bằng chánh niệm và trí tuệ mỗi người. Cái nên nhớ số 1 đây là mai là beno mình đó là tâm thức chỉ là biết thôi. Rồi cái thứ hai đó là mười cái nhóm 13 cái thành tố bắt buộc. Bây giờ nói thứ nhất nè, một là nước, nước là tâm á. Thứ hai là các phụ gia, phụ gia là gì ta, là mắm muối. Nước và mắm muối có đủ trọng lực, có đủ thì gọi là canh gì chưa? Chưa, phải không? Cái thứ ba mới ghê nè, chẩm liền ra vào phụ ngót thì bèn gọi là canh bùn ngót, anh kịp chưa? Còn cái tâm nó chỉ là nước thôi, chưa gọi là canh. Giọng cho nó bột ngọt với muối với đường cũng chưa là canh. Thì 1 với 13 cộng lại nó chưa ra cái gì hết. Nhưng mà mình giọng vô cái 14 và 25 lúc là nó mới ra chuyện đó. Thì tu hành là gì? Là mình biến, mình đổi cái ông 14 và 25 đâu. Hiểu chưa? Chỉ vậy thôi. Hiểu hết. Cái này ông chụp ra hoặc là ông ghi được như đúng là ok lắm. Mà tu cái định hướng là mình sống với chánh niệm. Còn khi mà thất niệm không có chánh niệm ấy thì 24 suốt mùa thu luôn. 14 chứ 14 suốt mùa thu. Mà 14 đây là 14 cái trạng thái mà hãy tự hãy tiêu cực á. Negative là gì ta? Ganh ghét, đam mê, thù hận, con tính, bụng tịnh, ganh tị, tị hiểm, bla bla bla. Thì tổng cộng là 22 liệu con 14 nha. Còn cái cạnh tâm lý tích cực là gì? Đó là từ bi, xả, tham, nhận, thiền, định, chánh niệm, tính, tấn, định, tuệ. Thì đó được gọi là tích cực. Rồi cái này chị nghe cái câu này mới ghê nè. Cái câu này ghi mới ghê. Toàn bộ những pháp tu nổi tiếng của Phật giáo, toàn bộ những pháp tu hay hạnh lành, toàn bộ những pháp tu hay hạnh lành nổi tiếng, pháp tu hay hạnh lành nổi tiếng của Phật giáo, nhưng bát chánh đạo, tứ niệm xứ, tức giác chi Phật giáo, như bát chánh đạo, tứ niệm xứ, tức giác chi ba chấm, tứ niệm xứ, bát chánh đạo, tức giác chi thì có nghĩa là tôi sáng mình có nói với bà má của bà này, mình mà mình thác cái giấc thì mình lấn ra ngoài đó làm ngon. Mà chỉ sợ lấn ra xong rồi tôi đi cái chuyện nó không về nữa, nói sợ ma chết luôn. Gì đẹp ba chấm, ba chấm đều nằm gọn trong con số 25. Wow, ghê không? Nghe hiểu không? Thất giác chi, bảy giác chi đều nằm gọn trong con số 25. Bây giờ hiểu chưa? Có nghĩa là mình nói tu hành ghê gớm, thật ra đó là thay đổi những thành tố trong đây. Và những thành tố đó nó có cái nào nó là tích cực thì mình gọi nó bằng cái tên các hạnh lành, như là tính, tấn, định, tuệ. Còn nó mà nó tào lao thì mình gọi nó bằng cái tên như là tham, sân, si, ái, mạn, kiến, nghi. Hiểu không ta? Các bạn hiểu rồi. Đó.
tu tập bốn niệm xứ là sống với chánh niệm để thay thế 14 bằng 25. Thay thế được bao lâu còn tùy thuộc vào chánh niệm và trí tuệ của mỗi người, hiểu không? Niệm yếu quá, trí yếu quá thì nó thay thế mà mình đừng có tắt. Tôi nhớ có cái đêm đó, trong chùa, ông chủ trì, ông nghe lực cực rồi ông đi ra, ông có giỏ. Ông đi ra thấy cái bóng đèn, ông lượng của chỗ đứng chỉ là ngon lành. Chập đầu cái lên mà đột nhập thì ông chập đầu nữa thì nó la lên, nó nói, thầy ơi con nè, con là Cường ở Hồ nè, nghèo quá tính vô chút mới gạo thôi, chứ đêm nay cũng tính vô hai vô quy với thầy sống hối. Ông chập đầu không lắm á, quy y Phật, quy y Phật, quy y đài, nó nói vậy thầy ơi, tam quy định ngũ giới. Thì cái thằng chú tiểu đang ngủ á, nó thầy nó đang phát quan đó. Có hiểu không? Nó hiểu phát quan là sao? Tức là không mới cái truyền tam quy thôi, thì đó là phật tử, tam là phật tử mở đạo hồ, nó đi ra vô thụ học lắm đó. Nó thầy là tao quy định ngủ ghế cho thầy, tiểu đang ngủ nó nhà, nó nói thầy cũng đang bắt quan, tôi muốn thầy quýnh thằng này cái gì đó ra luôn, không có giỏ mẫu quýnh tám cái gì hết, tám mà tám tám thì còn gì đó nữa. Nên nhưng mà khi mà khách hàng gì thằng cái này tạm á, nó biết nhắc cái tao quy nó có lòng lành, có thì anh làm nó có, tại vì khi nó có nghĩ đến tam quy có nghĩa là có nghĩ tới Phật nó có lòng lành rồi. Mà ông thầy đó thì ổng lúc ổng đánh đó đúng là ổng có tâm xanh, nhưng mà khi nghe nhắc là ổng có trùng tâm trùng cho nó, ổng nâng nương chỗ tam quy cho ổng thêm mà ngũ giới là tiêu nó rồi, hoặc là ổng theo thằng điện tử mình cho nó bán quá là tiêu luôn luôn. Cho nên đó là mình thấy tâm lý con người nó vậy nè, tôi chỉ nói rất là thích, tôi thích câu chuyện mình thằng nhỏ vô nó phá làm chùa rồi tụi trẻ mới la nó, cái nó chạy về nó nét với bố nó thầy quýnh á, cái ông bố chạy vô nó cho thầy quýnh nít, có gì thầy nói với tôi nè, thầy nó bật tăng chưa có hai bao giờ nó thèm đánh mà thầy chữ nó nặng lắm, không đánh bằng tinh chưa có chữ la bao giờ, thầy có chừng thầy á, nó đánh bằng tinh chưa ngán ngay rồi. Cái thằng lắm kêu nó bằng tinh chưa đánh bao giờ là anh tâm từ, rồi thứ hai đó còn tinh chưa chữ la bao giờ là vẫn tâm từ nhé, mà thấy cái câu mà chưa có ngán ngay bao giờ nó quá nó tâm đi ghê rồi, nó từ 25 mà nó lên tới là 41 rồi chưa ngán bao giờ. Cái giờ đổi thế này là 15, mà nó cứ nhảy thì khỉ rồi, cái 15, 11, 10, 15, 14, 15, 14, 15, 14. Giống như ngày hôm qua mình nói với mình có các vị là khi mà ta kêu phone là mình mới nói, mình chỉ trả lời bắt tắt có chuyện gì. Khi mà họ thấy nó lâu quá, dạ thôi xin lỗi, tôi đang trồi đậu. Thấy không? Rùa, thì bây giờ thì khi mà nó gọi vô, hỏi làm gì cha, đang làm gì, đang làm tốn cộng 14 mà cộng ra 25 mới được. Chứ còn mà gọi là nó kêu tôi đang là bất trừ đó nha, là không có chỉ với 14 thà có gì, hiểu không? Cho nên là bây giờ mình thấy công thức rồi, tâm thiện là gì? Tâm thiện là 1, 13 lắm, bây giờ hiểu chưa? Nói hỏi 13 là gì, bắt buộc phải mua sách cuốn 25 đồng phải bán được cái đám này cho nó uống, không cứ tào lao thì cho uống. Có một cái đại nguyện tăng ni phật tử nào hiếu học mà cái mặt hơi nghèo nghèo quần hơi rách cho không, thế là mấy bữa nay nguyên cái dạng tới là mặt đó quần ba lỗ không rồi tới nó thích sách thì ta nó chơi nguyên hàng ba lỗ không ăn không tới là nó chết rồi, tưởng là bệnh viện xuất chuồng mặt ba lỗ đó nó tỉnh sách thì không có chơi mà có ngủ cũng chết luôn rồi chơi nữa. Cho nên mình tu là dùng chánh niệm sống y, tiếp tục sống như cũ, vẫn tiếp tục mang họ vũ vũ như cảnh là vẫn như cũ, nhưng mà mình bằng chánh niệm mình chuyển hóa ngay từ trong đây nè, giả ngoài vẫn như cũ. Cho nên là có cái anh đó, ảnh tu ở trên núi 30 năm mà chỉ biết tụi mình gõ mỏ thôi. Qua có bà tôi con hồ, tôi ngại quá, tôi không dám nhắc đến cái chuyện tôn giáo, cho nên phải nhọt.
mình đang bay mất khỏe ghê. Thì anh vẫn tôi qua trung tâm mình cái lóc vậy đó. Thì là bữa đó gặp một cái vị cao tăng nha, nhìn quốc thước lắm. Ông nói xin thầy khai thị khai ngộ cho con ta năm trên núi bỏ bỏ thì cái vô không thấy đạo được. Thì ông sư phụ cũng nói được chuyện nó tính sao tôi sẽ, nhưng mà thầy biết thầy cho mình cạo đầu không có cái kiến không có được cái gương, cái gương tôi bị bể trên đường du hóa bị bể. Thầy xuống cái đống ngói của chùa thầy coi có cái miếng ngói nào đẹp đẽ thầy mài như tôi làm cái gương, rồi lên đây tôi hứa hứa với thầy. Thì ông đừng mất hổng, nó thưa thầy cần gương thì con đi lượm củi con xuống chợ con bán con mua cái gương cho thầy, còn nói mài có thành gương được, hiểu không? Ừ. Thì ông thiền mới nói tu là tu tâm, còn đem những cái nghi lễ này mà để cầu giác ngộ là mài nói làm gương. Nghe hiểu không? Ừ. Đó rất là quan trọng, tu là tu tâm chứ còn lấy cái này mà để là cầu đạo vô thượng đó là mài, đó là mài nói hoặc là lấy sỏi mà nấu thành cơm. Xưa giờ trên thế giới chỉ có Việt Nam làm được rồi. Bạn ta ta làm nên tất cả. Với chữ người, chỗ đá cũng yên nguyên. Cũng yên nguyên. Cho nên, cũng chút có biết ở đâu. Nó nổ banh rác. Trước là coi như là từ kho đạn cho nên nó nổ. Hòa thượng Thích Quận Đức chăm xăng rồi là chỉ gượng được cái 3 giây là gục xuống. Lê Văn Tám là ngọn núi sống đi cả 100 mét chưa ngục. Cái gì thấy không? Lạ lắm, những cái đất nước mà nó nổi vậy. Tôi nhớ có một cái cuộc thi, ai mà coi như là dịch đối lâu nhất thì thành nhật. Nhốt mỗi người trong một cái phòng mà có sợi dây, khi nào chịu mở thì dịch chuông. Thì thành nhật 3 ngày là dịch dịch chuông, Mỹ 6 ngày dịch chuông, thành Đức 8 ngày dịch chuông, mà Việt Nam 10 ngày không có dịch thấy dịch. Mở cửa ra thì thấy nó giết bằng máu để tổ cha nào cắt dây chuông. Nó muốn giật lâu rồi nhưng mà không ai nghe hết, cuối cùng là nó tiếc chết hẳn, nó cắt cái tổ cha nào cắt dây chuông. Chắc con Lan cắt quá chỉ có con Lan nó cắt dây không đẹp rồi các bạn. Cho nên nó là tu tứ niệm xứ là vẫn như cũ, chiếc xe bò không chạy thì đánh con bò chứ không đánh thùng xe. Ngồi thiền mà ngồi chủ thiền mông cổ á, giữ cổ cho thẳng và giữ mông cho vững á, thì đó là thiền mông cổ. Mà là thiền độ, thiền độ là thiền ở đây nè, chánh niệm và trí tuệ tiếp tục tỉnh thức. Còn thì nó bình thường không có lạ, không có làm gì, bình thường như vậy, bình thường tâm thị đạo là chỗ đó. Và ngay cả đức bổn sư của mình á, ngày thành Phật theo trong kinh ghi rất rõ là ngài thành đạo từ cái gì ta, từ đụng hơi thở. Ngài tu được đụng hơi thở chứng tới tứ thiền, nhập vào chứng tứ thiền xong ngài ra khỏi tứ thiền, ngài mới quán xét 12 duyên khởi. Thân tâm này, thiện ác buồn vui này từ đâu mà ra? Do sự chào đời mà có, do ngày xưa mẹ ta sanh ra mà có. Mà cái sanh đó từ đâu ra? Cái sự chào đời của ta từ tâm đầu thai mà có, tâm đầu thai đó từ đâu mà ra? Từ cái gọi là nghiệp thiện ác là trước mà có, tức là khẩu. Mà nghiệp thiện ác đó từ đâu mà ra là do tứ thủ, có nghĩa là do ta thích chấp thủ trong cái niệm kia. Mà tứ thủ từ đâu ra là do lục ái, thích trong sáu tầng. Lục ái từ đâu ra? Từ sáu thọ từ sáu xúc. Sáu xúc là từ lục nhập. Mà lục nhập đó thì từ là cái gì? Từ tâm đầu thai. Mà tâm đầu thai từ đâu ra? Từ nghiệp thiện ác. Mà nghiệp thiện ác từ đâu ra? Do vô minh trong bụng đế. Lập tức rạng sáng ngày 15 tháng 4, ngay cái lúc ngài thấy được cái chỗ mà mọi thứ do vô minh mà ra, 10.000 vũ trụ rung động và ngài trở thành một vị vô tượng chánh đẳng cảnh giác. Một cái thấy không cần thầy, vô sư tự chứng. Còn mình thì sao? Đóng sư hướng dẫn mà bèn không chứng. Ngày khác mình một chỗ đó là ngày làm thì khó làm, nhịn cái khó nhịn, cho cái khó cho và đắp cái khó đắp. Còn mình nói cái khó nghe, cho cái khó xài, nên trở thành người khó thương. Có nghĩa là ngày sống như mình, ngày đắc đạo tự thì một hơi thở mà. À, hơi thở là cái gì đó rất là bình thường. Anh thích
nó vẫn ở, anh ngủ vẫn thở, anh nhớ tới nó thì nó vẫn vào ra, mà anh quên mất nó đi, nó vẫn cứ vào ra, nó là cái gì đó bình thường. Và ngày quan sát cái bình thường ấy với cái sự tập trung tư tưởng ấy cộng với cái ba la mật, tức là tiền nghiệp từ trước bèn đặt tứ thiền, dựa trên cái sự định tâm của cái người mà đặt tứ thiền đó, ngài mới quán chiếu, ngài thấy trong vô số kiếp chúng ta đã sanh già đau chết sầu bi khổ ưu não, nhưng mà chúng ta chưa có lần nào mà chịu thấy rõ rằng là mình đang sống trong biển khổ, chưa có lần nào. Có lần một vài lần mình thấy mơ hồ rồi bỏ qua. Và cái thói quen của phàm phu là gì? Là giải quyết cái khổ bằng cách là đi tìm một cái lối thoát tội lỗi. Nghe kịp không? Tức là khát nước mà đi uống nước muối. Phàm phu. Cái khổ của phàm phu được giải quyết theo cách của một người bị lát. Càng ngứa càng gãi, và càng gãi thì càng lở, và càng lở thì càng ngứa, và càng ngứa thì càng gãi. Nó là một điệp khúc, lát khô đi trước, lát ướt theo sau, hai lát gặp nhau trong hồ mà gãi. Chúng ta đã gãi từ vô số kiếp, và bây giờ tôi vẫn còn nghe đâu đó quanh tôi sột sột sột. Nó hiểu không? Tức là buồn chồng, buồn vợ, buồn con, buồn cha, buồn mẹ, buồn thầy, buồn bạn, bè, tìm đến những cái lối giải quyết rất là tào lao. Chúng ta chỉ giải quyết theo cái ngọn thôi, giống như qua cái bài kia mới nghe ông chồng đọc vào đó, thì mới nói rằng thầy ông chồng nó đừng đọc nữa là xong, mình cắt ngang vậy đó. Tôi còn nhớ cái ông đó, ông bác sĩ, người ta bị tai nạn mới chở cho ông trụ nguyên một cái cây gỗ nó cắm vô trong người á, giống giờ mà ông lấy vô trong cái kho, ông lấy cái cưa ra ông cưa. Ông nói tôi là bác sĩ ngoại khoa đi, ông biết tới đây thôi, còn cái phần còn lại chỉ qua cho mấy chạy thơ rồi. Nước xác rạc luôn, tôi xác rạc rồi gửi một cái chuyện chỉ là bệnh viện tuyến trên. Cho nên cũng con đường đó, cũng cái lối đi đó mà nó là lối vẫn dẫn vào rừng hay là ra rừng là do chúng ta xoay lưng về phía nào. Ở đâu còn có thích thì ở đó còn có bất mãn. Mà bất mãn nó là một cái diện mạo khác của cái thích. Nghe kịp không? Kẻ nào mà nghe thích nghe người ta khen thì kẻ đó sẽ rất đau khổ khi bị chê, bị chửi. Kẻ nào đam mê ngọt thì khi mình gặp đắng, gặp cay chịu không nổi. Như cái nít vậy đó. Yeah. Càng có nhiều cái mình thích thì sẽ có càng nhiều cái mình bất mãn. Khổ đau cay đắng là cái khổ trực tiếp, còn tham thích vui vẻ là cái khổ gián tiếp. Vì sao? Vì nó đó là cái nền hay là cái kia. Cho nên Lão Tử mới nói họa hề phúc chi sở phục, phúc hề họa chi sở tàn. Có nghĩa là gặp cái phúc phải nhớ rằng cái phúc đó là cái chỗ nấp của họa, và họa nó chính là cái chỗ nấp của phúc. Cái đó là hệ mình còn sanh ra trong đời này thì đó là một sự thật, một tranh cũng mới được. Và tôi nói đi nó lại không biết bao nhiêu lần, dầu cũng đời với các vị có là vàng son trăm phần trăm, có nghĩa là từ nhỏ sanh ra trong cái gia đình thế gia vận tộc trăm anh thế việt giàu có nước chính nha, lớn lên được đi học cái trường nổi tiếng, có được bằng cấp giá trị, các hãng xưởng công ty lớn dành nhau mời quý vị về là ông cố nội của nó CEO. Rồi thì sao? Các vị có một người chồng, một người vợ cực kỳ ngon lành rồi thì sao? Các vị có 8 thằng con cũng xuất sắc rồi thì sao? Xong tới 90 tuổi rồi thì sao? Bà vợ quảng chồng ôm mình phu gái vừa anh lên mơ. Cái chị đó có ông Ronald Reagan. Tức là thành công cực kỳ, nhưng mà cứ sống đi 80 mà nó chưa lãnh, 90 nó sẽ lãnh, mà 90 năm lãnh cho nó sống nữa, xong sẽ có một ngày mà nó lãnh thiệt. Vậy cho nên tôi mới nhớ là thôi, có nghĩa là khi mà mình mất trí nhớ rồi thì cuộc sống coi như nó đóng lại, chưa gần chết, chỉ cần nằm liệt là cuộc sống đã đóng lại, chỉ cần không nhớ gì hết là cuộc sống đóng lại, chỉ cần cái mình thương nhất mà nó mất đi là cuộc sống đóng lại. Nói chung là chúng ta có rất nhiều thứ đóng lại, mà có nhiều thứ trong đó đóng lại là thường là luyện luôn chìa khóa, thì cái tủ nó còn làm gì còn thời gian để đi tìm chìa khóa nữa. Không có thời gian đâu quý vị nhớ. Cửa nào
đóng thì có thể mở được những cái cửa cuộc đời, đặc biệt là của người người lớn tuổi, của người bệnh nhiều, đóng rồi thì dự báo mất luôn, chưa kể lỗ khóa số, vô số là ba. Cho nên ngay bây giờ phải nhớ rằng khoa học đã chứng minh cho ta thấy cơ phận nào trong người mà được sử dụng nhiều thì nó thường khỏe mạnh. Ví dụ như là tay chân, và tới não bộ cũng vậy. Khi mà mình ở tuổi già đó, mình biết chơi nhạc, học ngoại ngữ, chăm sóc thú cưng, có chỗ yêu thương chia sẻ đó, cho cái này đúng không, thì cái khả năng mà lạnh nó giảm được mấy chục phần trăm. Còn tuổi già mà không có Phật pháp, không có chánh niệm, không có chỗ yêu thương, không có chỗ trao chút chia sẻ, mà cứ ngồi nhìn cái bóng tối, nhìn cái bức tường dễ quên, mặc biệt cái người đó cho nó bụng viện là chết. Cho nên là ngay bây giờ phải nhớ rằng chúng ta chỉ có một lối thoát duy nhất, chỉ có một con đường để đi, đó là sống chánh niệm. Ngay bây giờ chúng ta được an lạc hiện tiền, và về lâu về dài chúng ta sẽ ra đi trong sự tỉnh táo. Tôi nói hoài đó là có ba kiểu chết, còn nhớ không? Kiểu chết của người hiểu đạo, kiểu chết của người liễu đạo. Kiểu chết của người liễu đạo là ra đi thanh thản, như bắt đầu một cuộc đi mới. Thứ hai là kiểu chết của người hiểu đạo là ra đi trong sự chán chường, cái nó nặng nề quá, bất tịnh, hôi hám, đau đớn, và bỏ cái cũ đi tìm cái mới, sạn. Đó là cách chết của người hiểu đạo. Còn liễu đạo là buông hết là đi. Còn cái thứ ba là cái chết của người không đạo, sợ lắm, sợ hãi, tiếc nuối, dây sức, bồn chồn không yên. Có những cái chết mà mình nhìn người ta chết mình ham á, nghe mệt mệt rồi dặn người nhà trưa nay không có ăn cơm, rồi vô cái tắm rửa mặc đồ trắng nó nằm đi luôn. Có những cái chết mình đã nhìn ghen tị, rồi có những cái chết mà mình nhìn quải luôn, mình không muốn chết, những chết mình không thèm chết luôn, sợ hãi rồi khóc. Con cháu không biết nhà cứ ôm má ơi ba ơi khổ lắm, còn mình thì lúc đó là nước mắt lưng tròng nói không được, mình cứ thở hước vậy nè, mà nước chảy nước mắt mình không biết chảy đó là do sợ hay là do tiếc, do thương, do gì mình không biết, rồi cứ hước rồi đi luôn. Cho nên tôi có dặn với người quen mà nếu bé Phương không xong thì nhớ lấy cái đồ che mặt mình để ra cái tư tưởng xấu. Tôi biết không biết cái gì để cái gì giả luôn. Thì hôm nay tôi hy vọng là các vị đã tìm ra một cái biểu đồ căn bản cho cái gọi là thế giới này. Tôi nhắc lại, toàn bộ thế giới này gồm vô lượng vũ trụ và tất cả chúng sanh, nó gom gọn lại cái cấu tạo của nó gồm cái hai phần, đó là danh và sắc. Sắc ở đây là tất cả những gì thuộc về vật chất, tất cả những gì mà tạo nên thân xác, máu xương da thịt, sông núi kinh rạch, cây cỏ đất đá, thì đó gọi là sắc pháp. Còn danh pháp là cái mà ta gọi là tâm hay là thức hay là ý hay là hồn, hay là vong hay là vía hay là pháp. Đấy. Thì cái danh ấy nó được chia thành hai phần lớn, đó là tâm thức và tâm sở. Tâm thức chỉ đơn giản là be nu bình, chỉ là cái biết dựa trên mắt, tai, mũi, lưỡi thôi. Nó bản thân nó không có thiện ác. Nhớ nha, bản thân tâm không có thiện ác, không có pháp thánh vào. Nhưng mà sở dĩ mà mình nghe giảng hoặc là mình coi kinh mình thấy có tâm thiện ác thánh tạo là vì sao? Là vì cái tâm thức á, cái tâm đơn giản đó, nó cộng với 13 cái thành tố tâm lý cố hữu như là phải có đó. Và chưa tới đó cũng chưa ăn thua đâu, tới cái thứ ba nó cộng cái một cái tâm thức là một cộng với 13 cái thành tố tâm lý bắt buộc phải có, cộng với 25 cái thành tố tâm lý tích cực positive mental factors, thì cộng với là 25 cái đó lập tức chúng ta có ngay tâm thiện. Còn nếu mà một đó cộng với 13 cộng với 14 thì nó trở thành negative mental factors, chúng ta có ngay một đống tâm bất thiện. Thấy nó ít hơn nhưng mà nó được một xài rất là ừ, thấy không? Nó giống như cái xà lõn của mình vậy đó. Thấy nó giải ít nhất và mình mặc nó nhiều nhất. Thì 14 cái tâm trạng bất thiện này thấy nó ít nhưng mà mình thường trực sử dụng nó. Vì sao vậy? À bây giờ bắt đầu tôi hiểu được tại sao. Tại sao ai học đạo cũng thấy rằng tâm bất thiện là cái tâm không nên có. Sống bằng tâm bất thiện, trước mắt là đau khổ, tương lai càng đau khổ. Mà tại sao ai cũng sống bằng tâm bất thiện quá? Là vì nhiều lý do, như sao? Một
vì lý do có tâm bất thiện. Một, do cái thúc đẩy của tập khí phiền não, do thúc đẩy của tập khí phiền não. Tập khí là gì ta? Là negative potential. Negative potential là tập khí đó. Do cái thúc đẩy của tập khí phiền não, phàm phu nào cũng tham sống sẽ chết. Phàm phu nào cũng tham sống sẽ chết. Vậy thích khổ, thích sướng mà sợ khổ, thích sướng sợ khổ, đúng chưa? Cái chuyện là chuyện đầu tiên, thích sướng sợ khổ. Nên trước cái gì, nên trước cái gì mà ta nghĩ đáp ứng được hai nhu cầu đó, nên trước cái gì mà ta thấy đáp ứng được hai nhu cầu đó thì ta bèn tìm đến và giao phó niềm tin. Nếu ta hiểu giao phó niềm tin thì ta bèn tìm đến để giao phó niềm tin. Có hiểu không ta? Hiểu gì hiểu? Thế là do tâm khí trong đời ai cũng tham sống sợ chết và thích sướng sợ khổ. Chính bốn cái này nè nó mới tạo ra cho mình một cái kiểu phản ứng tâm lý rất là tự nhiên, là trước cái gì, đứng trước cái gì đó mà mình thấy nó có vẻ nó đáp ứng được với mấy cái nhu cầu này nè thì mình thích. Còn mình đứng trước cái gì mà mình thấy nó đe dọa đó, biết nó hiểu yêu răng mình yếu thì mình gặp cái gì cứng là mình. Trong khi có nhiều người nói với tôi, hồi tôi còn trẻ tôi mê con trai đó, nhưng khi về có tuổi rồi đó thì họ lại thích cái gì mà nó mềm. Rồi có tuổi nữa họ chỉ muốn cái gì hấp thôi, thích ăn cháo đêm hay gì, thì còn cũng ngại gì mà rớp, mà muốn rớp đâu còn, còn cái đầu rớp. Như có hàng này, hai mẹ chồng này, châu cả hai đều quá chồng hết. Thì bà mới nói với đứa con châu, nó con đẹp lắm mà thôi, trong dòng họ của má là phụ nữ chết chồng là không đi bước nữa, con gái có gì cắn răng nha con. Để thời gian ra bà là có chồng. Con dâu trách bả tại sao không cắn, mà nó má còn răng đâu cắn. Má đâu phải đi bước nữa, con còn thấy được con gái cắn thời gian cái nào cả má con đi nữa. Cái gì đây, có cái câu, có cái bài bà già đi chợ cầu lông bối thêm một quẻ lấy chồng được canh. Ông thầy cũng trả lời rằng lợi thì có lợi nhưng răng không còn. Thì nó cái gì tôi quên rồi. Dạ đúng. Thì tại sao mà có tâm bất thiện? Là bởi vì á, chúng ta có tám thứ ám trong đầu của mình á, tham sống sợ chết, thích sướng sợ khổ. Cho nên trước bất cứ cái gì mà mình thấy nó có khả năng, nó thấy hình như thôi, nó có vẻ nó đáp ứng được cái nhu cầu đó của mình là mình thích đó. Thấy chưa? Phải. Và trước cái gì mà ta cảm nhận mơ hồ hoặc rõ ràng, trước cái gì mà ta cảm nhận mơ hồ hoặc rõ ràng rằng nó đi ngược lại những nhu cầu trên của mình thì ta bèn ghét sợ bất mãn. Thì nó hiểu tức là do thói quen nhiều đời mình tham sống sợ chết, mình thích sướng sợ khổ. Cho nên bây giờ mình gặp cái gì mà nó có vẻ nó chổi lên cái nhu cầu đó là tự nhiên mình thích rồi. Nghe kiểu không? Ví dụ như mình thấy cái gì mà nó lại nguy hiểm về tính mạng là mình thích rồi. Cái gì nó ảnh hưởng đến tiền bạc của mình không thích. Cái gì ảnh hưởng đến nhan sắc mình không thích. Ví dụ như mình ta thấy khi phụ nữ mà chiên chảo, họ chiên họ cái phía sẹo ra, chỉ đầu tiên mình che cái mặt trước. Nghe kiểu không? Như có một câu chuyện mà tôi rất là thích, đó là trên một cái hòn đảo hoang có một cái đám cướp. Nó đi hoành hành cả một vùng biển, rồi nó đặc biệt là nó thích những cái nạn nhân mà giàu có. Lâu lâu cướp rồi thì nó đi, nó bắt cóc cái người nhà giàu về, nó tra tấn, nó khảo của. Nó bắt người nhà đem về cái chuồng, mà nó khảo của, nó khảo cách nào? Nó chặt ngón tay, mà nó mới phải nó chặt nguyên một ngón, mà nó chặt từng lớp, lớp. Đặng mới có nhiều lần chặt, chứ nếu là bọn cái bập lý đâu chặt. Đó, thì cái lâu lâu thì cái nó làm lắm, lâu lâu làm lắm, rồi nó
bắt mình sợ quá, cuối cùng mình phải cho người nhà đem tiền tới. Thì cái chuyện đó rất là bình thường. Tụi nó ác thì nó nghĩ là cái cách cũng hội rợ mang rợ để nó để khảo của. Và cái chuyện đáng nói thế này là cái thằng mà ăn cướp mà nó nhận cái trách nhiệm mình chặt á, ở kia nó chặt nó hỏi cái người mà nạn nhân á, muốn chặt con nào. Và trước khi ông tôi chặt á, ông phải giải thích tại sao ông chọn con đó, hiểu không? Nó phải hành hạ mà nó phải kéo dài thời gian nó trước, nó máu lạnh mà nó có đông lạnh luôn, nó máu lạnh, nó đông lạnh luôn. Thì bác ông thì ông miếu mà không, nó tự có chặt, nó không phải chặt, bây giờ không chặt ông không có chịu khai, ông không chịu ghi người nhà tới, ông có chịu viết thơ, không chịu viết email, không chịu ghi phone, nó đem tiền tới chặt, nó phải chặt. Bây giờ lựa con nào, ông Duy nghĩ ngồi coi có út thì ít xài nhất. Thì có ông thì tự nhiên nó chặt lâu quá thì nó hết con út, nó hoàng con khác. Thì cuối cùng mà thằng này ăn cướp nó để ý, có nhiều ông là chặt thì chặt cứ chờ con này à, có cái kỳ nó tại tôi chưa có vợ, chờ về để đem nhận. Còn có ông thì chặt tùm lum, mà cuối cùng cứ đang nghĩ con ngón này ngón sao cùng, có cái kỳ đây tôi làm giám đốc quen chỉ ta năm ngón trường ngón về làm giám đốc. Còn có ông thì dùng ngón thì thằng nó lên nghiêng lắm, nói tại sao cặp nó thì tôi nhỏ lớn có cái quen là ngứa lỗ tai chứ cái này móc lỗ tai. Thì cái chuyện tào lao có bị hiểu không, nhưng mà cái câu chuyện nó có một nội dung triết học rất là sâu. Thì ra là trong cái cơn nguy ngập nguy kịch nhất của đời sống thì nó mới lòi ra cái nhu cầu cốt yếu của mình. Nhưng kinh nghiệm của người dân thiểu số Việt Nam, người ta nói muốn tìm con chó khôn đó, là trong ổ chó mà nó mới sanh á, từ khi chó đẻ nặng quá khi chó nó mới sanh. Nó hiểu mà nó đơ cả đá luôn. Thì nó muốn tìm con chó khôn thì lúc mà cái ổ của nó mấy chó còn non, mình dí cái đuốc vô, mình dí một hai lần thì con chó mẹ nó biết rằng cái chỗ nằm nó bị đe dọa, nó phải dọn ổ. Thì mình để ý coi nó tha con chó, nó tha con chó con nào đầu tiên đi, nghe kịp không? Mà chỉ nó biết thôi, nó biết cái con nào khỏe mạnh nhất, khôn nhất, mà đáng mặt anh hào làm rạng rỡ tông môn dùng họ, nó sẽ đem con nó đi trước. Nên dân thiểu số thì nó dân thiểu số đó, dân mà trời ơi dân thì nó đâu có kinh nghiệm gì khoa học, nó chỉ dựa vào kinh nghiệm dân gian mà tôi chưa có thử, tôi chưa biết, nhưng thế thì cũng có cái lý. Tức là con mẹ nó biết, nó ngửi nó làm sao nó cảm được cái gì nè, vì cái con này là châu báu trong cái đám này. Và chúng ta cũng vậy, bình thường á là mình thấy mọi thứ đều là tài sản, nhưng mà nó cháy nhà mà là mình chụp cái món nào đi trước. Chẳng hạn như có anh chàng nó cháy nhà lãnh khiên tất cửa đi trước, thì mọi người không hiểu vì sao. Thì mấy khiên tôi tưởng anh giống bạn đó, đi khiên ra ngoài thì họ thấy anh ghi trên cửa chi chích ngày nào là dỗ trong làng để anh đi anh chật cái. Thì anh ghi nó tổng cộng là trên 365 đám dỗ, là anh đâu cần làm ăn gì đâu, cứ là thấy có cái đám dỗ là nhà rồi anh ăn cho nên cái gì cháy cũng được, nhưng mà cánh cửa đó là cháy là anh đói cái nhà anh tèo là có chữ tinh giang 13 tỷ đám cưới, thì tỷ đám cưới 15/7 nè. Anh ghi chết gì đi ghê lắm, là da đã nằm trên cái cửa đó làm giá cái cửa đi, mình tưởng giống vàng không mình. Cho nên nó là cái quyền để viết cái nhịp phòng tôi trái cái gì trái, tôi muốn sổ tay là tôi không có để tôi trái, vì tôi ghi cái ngày ta mời đi giảng đó. Tiền điện, tiền nước là nằm trong đó hết á. Cho nên nó là một cái bút bảo mà có về gì là tôi ủa bá, vô chọc ra cho tôi liền là tôi môi cũng chỗ ra. Là chỉ có ghi mấy cái nhà tôi ảnh tiêu. Dạ, nghe hiểu không? Yeah. Tôi giỡn nhưng mà cái ý của nó cái gì? Có nghĩa là chính vì tham sống sợ chết, chính vì thích sướng sợ khổ, cho nên ta cứ châm bỏng vào cái gốc riêng nào đó mà ta không biết. Yeah. Mình ghét cái gì thì trong cái phản ứng thường nhật của mình tìm cách mình đối phó kín đáo với cái đó, có đúng không ta? Có hiểu được không? Mình thích cái gì á thì mình cũng trong cái lúc bình thường mình kính đáo, mình cách mình vung xới nó, mình tiếp cận nó, mình tạo điều kiện để nó đến với mình hoặc mình đến với nó. Còn cái gì mình ghét cả trong đời sống mình thì mình được cách mình đá ra một cách kính đáo, có hiểu không? Thì cho nên là Mỹ nó có một câu thế này, anh hãy nói ra năm thứ anh ghét và năm thứ anh thích, tôi sẽ nói con người anh như thế nào. Tôi thấy câu rất là hay. Anh cho anh biết năm thứ anh ghét nhất, năm thứ, năm chuyện, năm cái gì đó, 5 things
năm thứ mình ghét nhất và năm thứ mình thích nhất. Tôi chỉ xin 10 đó thôi, thì tôi đoán là con người là cái câu nói đó nghe rất là kỳ, nhưng tôi thấy cái câu đó rất tự nhiên luôn. Bởi vì cái nhược của mỗi người nằm ngay chỗ đó, mỗi người có cái nhược. Nói rất kỳ, cái thủ đoạn chính trị là gì? Là nắm được hai điểm, cái mà đối phương nó thích nhất và cái đối phương nó kỳ nhất. Nghe kịp không? Đó là một trong những cái thủ đoạn chính trị phải là cực kỳ và nó thâm độc. Chứ còn nước nào cũng có quân sự, chứ nước nào cũng quân đội, nước nào cũng có khí tài, cái nước nào cũng có bom đạn, mình khó tấn công cho lắm. Nhưng cái quan trọng nhất mình nắm được cái nhược của đối phương, cái dùng nguyên cái đất nước có nhân vật là quan trọng nhất. Ông Nguyễn Nga quan trọng nhất. Ông Nga không thích cái gì nhất, ông Nga không thích gì hết, ông Nga kỹ gì nhất, ông Nga không kỹ gì hết, nhưng mà ông Nga rất thương đứa con trai. Cái nhược cũng nằm đứa con trai, hiểu không? Rồi đứa con trai đó nó thích cái gì nhất, ghét cái gì nhất là lúc này bài toán bắt đầu nó dễ rồi, hiểu không? Ổng là người không có nhược, nhưng mà cái nhược ổng nằm ngay cho đứa con trai. Ổng là không có sợ tai tiếng này, không có sợ chết, không sợ mất tiền, không sợ mất tình, không sợ mất danh của trời hết. Chỉ có một cái nhược duy nhất là thương đứa con trai. Cho nên Đức Phật ngài dạy này các tỳ kheo, khi một tỳ kheo sống không đam mê, không bất mãn thứ gì ở đời, ác ma không tìm thấy dấu chân của vị ấy. Câu đó rất là xuất sắc. Không tìm thấy dấu chân vị ấy. Có nghĩa là sao? Vì nó đến và đi cuộc đời này thanh thản, không còn sanh tử, nó còn chúng ta thì chúng ta làm bao nhiêu nó nhắm mắt ra rờ cái dấu chân đầy mình thấy mình đi để lại dấu đó. Giống như mình biết thú rừng đến những con mà ta nó sống lâu thầm tinh, tôi nghe nấu đầu như đục ở rừng đó tôi biết. Còn heo rừng khi nó sống với bầy đàn thì nó vẫn ngu như heo, vì nó là heo mình. Nhưng mà khi nó là heo độc chiếc, là con heo nó sống một mình, heo lăng chai, nghĩa là vì một lý do nào đó mà nó cô lẻ bệnh hiu nợ mình đó, thì một nó sống càng lâu cái da nó càng dày, và cái thói quen nó là cái ngứa nó hay cọ vào cây, cọ vào lò mối, nên càng lúc cái da càng dày. Cọp gặp nó là lắc đầu, ăn không có ngon, dai, hôi rình, hôi như heo vậy đó. Mà nó hai cái này nó móc một phát là đổ ruột, mà nó có cái này mới độc, là nó không để lại dấu vết. Khi mà nó đi cầu ra đó, nó vừa đi ra nó canh mình, vừa rớt ra khỏi thì hậu môn mà nó quay lại nó tán cái bè cái đó đi. Nó làm gì nó có hai cái lợi thứ nhất là không để lại dấu vết, kiểu tấm phân của nó. Và cái lợi thứ hai là mỗi lần nó đi cầu là một lần nó luyện tốc độ, nó phải canh chính xác làm sao cái đầu nằm đây kìa, mà nó quay lại mà nó tán chính xác không vô cũng rớt đó. Cái canh vừa phải nó quay lại lâu ngày nó nhanh vô cùng, và đồng thời nó không để lại dấu vết. Đó là chuyện tương truyền thôi nha. Thì tôi muốn nói một chuyện, đó là tu tứ niệm xứ là không để mình bị rớt vào một cái nhược điểm nào hết. Anh có quá nhiều cái thích, có quá nhiều cái ghét là anh sẽ, anh coi như anh có tới 1 tỷ cái nhược điểm đấy mà. Và trong cuộc đời này tất cả những nhược điểm của chúng ta đều sẽ có ngày bị thử thách, bị cám dỗ. Đã nói nhược điểm thì sớm muộn cũng bị. Tôi ví dụ như mỗi lần mà mình bị bàn tay bàn chân bị cái gì chỗ nó hay bị đụng luôn nhớ không, thì bàn chân nó bị sưng là bình thường, sưng nó không đụng được, còn mình bị đến hai đá đứng chỗ đó lắm. Đó là cái nhược của mình nhớ không. Cho nên hễ mình có nhược điểm là sớm muộn gì mình cũng chết bởi cái nhược điểm đó. Chính giờ phải hiểu trong kinh, trong bộ kinh, trong bộ kinh Đức Phật ngày có trong kinh một bài kinh gọi là kinh bảy mồi, kinh bảy mồi entrapment, kinh bảy mồi. Bài kinh đó Đức Phật ngày có kể cho chư tăng nghe về bốn cái bầy nai trong rừng. Cái Phật dạy này các vị kheo có bốn cái bầy nai ở trong rừng, tất cả khu rừng thế giới lúc nào cũng có bốn bầy nai vậy hết. Cái bầy nai thứ nhất ham ăn ngu si, thấy chỗ nào có ăn thì nó sáp tới, nên thế là nó bị dính bẫy nó chết. Cái chuyện nó rất bình thường thôi đó. Nhưng mà người đó có những cái bầy nai nó rất là thông minh, nó không có dại dột gì mà nó tiếp cận những cái vùng mà có mùi người, nó sợ mùi người lắm. Mà nếu mà nó sợ mùi người thì lần ra nó ăn mấy cái đồ trong bẫy được, thế là nó không có bén mảng cái khu vực có mùi người. Nhưng mà khi mà nó trốn đánh quá lâu nó đói, thì khi nó đói rồi thì nó sẽ mất cảm giác. Cái đói đó chính là nhược điểm của nó. Cái kia không? Tức là nó khôn hơn bài này thứ nhất, nhưng mà khi mà nó trốn lắm loài người thì nó lại
đói. Và cái đói lúc bây giờ chính là nhược điểm. Chính nhược điểm ấy đã kéo nó trở về cái vùng nguy hiểm một cách thiếu cảnh giác. Thế là nó trở về nó bị chết. Y như bài này số 1. Bài này thứ 3 khôn ngoan hơn, không có tham ăn như bài thứ nhất, mà cũng không có cực đoan như bài thứ hai, mà nó lựa thời điểm đêm hôm trăng sáng, nó ra nó ăn một cách rất là thông minh, và nó ăn khôn ngoan đủ để không có bị mắc bẫy. Nhưng mà cái chỗ nó rút lui lại vẫn tiếp tục nằm trong khu vực, nằm trong tầm ngắm của thời gian. Hiểu không? Ăn thông minh, rút lui thông minh, nhưng ẩn nấp không thông minh. Thế là nó vẫn nằm ở trong tầm ngắm của thời gian. Chỉ có bài này thứ tư, không sợ loài người một cách mù quáng, mà cũng không tham ăn một cách mê muội, ăn một cách thông minh, rút luôn một cách thông minh, ẩn nấp một cách thông minh, nằm ngoài cái tầm ngắm của thời gian. Nghe nói rằng đó là bốn bề nan. Nghe nói rằng đệ tử của ta, người xuất gia cũng có bốn nạn y hệt như vậy. Cái hạng thứ nhất, đam mê danh lợi, chết là cái giác. Cái hạng thứ hai, kiên khem khổ hạnh, trường trai thanh tịnh, bừng tăng khổ sải, tu túc lung tung. Có một lúc đói lặng mò về phố, gặp một cái cô cực kỳ dễ thương, chết không kịp ngáp. Chị đâu có, hiểu không? Tôi nói này, cũng để đó đi con. Thì nó con nó đi ra nghe cái mùi hút chi giờ hôm nay là chắc tóc con dài cũng đi trong nắng, tóc chỉ ngắn đi trong mưa, tóc cũng thường cũng đi trong gió, tóc thì không gió có lên trong chùa. Thì từ từ mình sẽ chết một ngày đó, mình chết ngay ở trong cái mình trốn mất tung minh. Rồi mấy cái thứ ba, có những vị không có đam mê như là một cách cuồng tính, cũng không có quay lui một cách thiếu cảnh giác, nhưng mà cái chỗ ẩn nấp lại không phải nằm ở trong khu vực an toàn. Có nghĩa là sao? Không đam mê danh lợi, không tiếp xúc với cư sĩ, nhưng mà còn có một vài cái hoạt động mà liên hệ tới họ. Cho nên tôi phải nói thiệt, thiền viện của chúng ta bên Miến Điện, bước vào đó là ngay ở ngoài phòng là phải có một cái rổ, tất cả phone đều ở đó. No wifi, no phone, no email, no message. Nếu mà cái lòng còn vương vấn vào trong đó rất là phiền. Các vị nghĩ trong đời có cái gì phiền cho bằng nghe cái lúc mọi người sắp đặt tới nơi nghe đen 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 cái điều. Sắp đặt tới nơi, tiếc lắm. Còn một bước nữa tới thiên đường thì rất tuyệt. Cho nên là tất cả mọi chúng sanh đều có cái nhược điểm. Mà cái nhược đó nằm ở đâu, có khi chúng ta biết và có khi chúng ta không biết. Và có trường hợp thế này, cái mà chúng ta tưởng là nhược á, thật ra nó là cái lớp trên của một cái nhược khác sâu hơn. Hiểu không? Ví dụ như mình nói là tại vì vị đó giới được thanh tịnh cho nên vị đó không có làm chuyện đó, đúng không? Làm chuyện đó quá hay. Nhưng mà nếu mình xới sâu lên, không phải giới lực mà bị sĩ diện, vị đó biết là chỉ cần mang tiếng một cái là mất sạch những thứ đang có. Lúc đó nhìn thì thấy ông trai nghiêm tử đó là giới, nhưng thật ra bên dưới cái giới đó là ông sẽ mất những thứ ông có. Và có nhiều cô gái là mình tưởng nết na, không phải nết na, vì chưa có chồng, ráng gồng mấy bữa dớt được một thằng rồi về nó quậy tới nóc luôn, bung lụa. Cho nên cái lớp trên nó chưa đủ, lớp dưới nó ghê. À, mình thấy cái iceberg tức là băng sơn cái phần nổi chỉ là 2/3 của phần chìm. Và thế giới này được vậy, thế giới này cái phần mình thấy thì chỉ là cái vỏ bên ngoài. Và trong kinh đó chúng ta có hai thế giới định, nó có hai cái chiều kích để mà mình nhận thức nó. Cái thứ nhất là lớp vỏ tục đế, chế định thi thiết đến cái sẽ chấp. Và cái lớp thứ hai đó, cái bên ruột nó tính là bản chất. Cái lớp bên ngoài là hiện tượng. Các hiểu có nhớ không? Ba tôi nói thì đa phần, không phải đa phần, hầu hết chúng ta chết là chết là cái hiện tượng. Tức là đánh giá vấn đề đó, là cứ dựa vào thứ khác là nền tảng tâm thức cộng với vẻ ngoài của đối tượng. Mà hai cái này không có nào tin được hết. Nền tảng công thức mình biết được bao nhiêu, mà chưa kể cái gọi là nền tảng công thức nó gồm có kiến thức, khả năng suy tư, suy diễn, phân tích, rồi cộng với cái gì? Cộng với hai cái này mới ghê nè. Cộng với cái emotion, cái feeling, mình cộng với cái đã chưa được giỏi lắm mà còn phải dính ba cái thích và ghét, cái đó mới đúng. Bởi vì chúng ta biết có hai cách nhận thức thế giới, một là nhận thức nó như nó là, và hai là nhận thức nó như mình muốn. Cái đó là cái teo nhất.
phàm môn mình đó là thường đánh giá vấn đề dựa trên thích và ghét nhiều lắm, người bị thích và ghét. Mình thích nghe vị thầy đó thuyết pháp, có nhiều lý do mình thích. Một, ngoại hình cao cao ráo. Hai, giọng nói trầm ấm. Ba, ông là người nổi tiếng. Bốn, lòng có một cái kỷ niệm đẹp với mình, nhiều và nhiều lắm quý vị. Năm, lòng có nói đến một số điều mà nó vừa ráp với cái suy nghĩ của mình, nó đúng ý mình nữa. Mà nó việc ý mình nghĩ đúng sai chưa biết, chỉ cần thấy giả giống mình là chính. Bậy vô cùng. Cái bậy chỗ là mình nể ông thầy đó vì ông nói giống mình, mà điều đó có nghĩa là tại vì mình nể mình trước, hiểu không? Mình thấy mình đúng rồi mới thấy giả giống mình, vậy là giả đúng luôn. Thế là hai đứa mình cùng đúng, trời xanh một cặp. Cho nên đó là cái nguy hiểm của phàm phu là nhìn vấn đề không phải nhìn từ cái bản chất của nó, mà chúng ta bị lừa dối, bị bịp bọm, bị lừa phỉnh bởi cái vẻ bề hiện tượng của nó. Mà cái bản chất bên trong là cái bản chất, cái bề lớp trong chúng ta không để ý. Và những gì mình thấy đó chỉ là bên ngoài. Một nguy hiểm nhất thế này, một cái hình ảnh mà bị nhìn thấy trong bóng đêm là nó đã sai mấy chục phần trăm, cộng với mắt yếu là mất đến mấy chục phần trăm, rồi cộng với tâm tình của người thấy, nếu mà đứa thợ ma thì nó thấy cái đó khác à, mà thợ săn đó là thấy cái đó khác, hiểu không? Ban đêm là nó thấy nó đã đặt cái mấy chục trăm, mắt yếu là thấy mấy mắt mấy chục trăm, người sợ ma là thấy đã bảy mấy chục trăm, mà cái đứa đi thợ đi săn bắn là thấy mấy chục phần trăm, chưa kể mấy đứa hẹn họ là thấy khác, mấy đứa đi đánh game nó nhìn cái gò nó nghĩ khác, mà đứa đi hẹn họ là thấy khác, hiểu không? Mấy đứa đi đánh game thì nó nhìn cái cục nợ cũng tưởng là mơ muốn nợ nó đang á, còn cái đứa mình đi hẹn họ là cái cục nợ nó cũng muốn ôm nó đang á, hiểu không? Mà thật ra đó chỉ là cái cò máu thôi à. Dám nói chuyện nó ghen lắm mà. Có nghĩa là khi mình hẹn hò đó là mình nhìn ở đâu cũng là cái để mình thương hết. Mà khi đánh ghen thì mình nhìn cái nào mình cũng muốn phan hết. Thì khi mà mình tu tập cũng vậy, nhớ câu thần chú này, thấy vậy không phải vậy, cho đến bao giờ chưa thành thánh, phàm phu tình nên tin ở tâm của mình, rất là quan trọng. Thấy về chứ, thấy vậy không phải vậy, thấy nói nhưng mà rất mệt. Không cần nghe nhiều, quan trọng là mình nghe được cái gì và cái đó nó giúp mình được cái gì. Chắc không đâu, tại mai tại bữa nay thư giãn chơi 5 tiếng rồi, giờ nó thành thử đuối rồi. Mai không biết, để mai thư giãn buổi trưa nữa mà. Mai thư giãn buổi trưa nữa.